Hello, chào các bác, quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt RP7 nhá, xịt RP7. Hàng này thì nó sẽ là hàng cỡ to, hàng cỡ đại, bỏ anh cái biển đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 nhá, 50k. Đó. Hàng này là cỡ to, dung tích của nó là 350g và tổng là 493ml các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là xịt P7, giá của nó sẽ là 50k. Con này thì hàng của Australia các bác này, hàng của Australia các bác nhá. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của Australia. Và con này của nó thì nó sẽ giúp cho các bác là khởi động lại động cơ này, giúp động cơ cải tiến này, giảm phát ra tiếng kêu này, rồi là chống rỉ sét này. Giá của nó sẽ là 50.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai khử mùi tủ lạnh nhá, khử mùi tủ lạnh. Thì cái này rất là đơn giản thôi, sử dụng thì các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra cho em này, xoáy cái nắp này ra, sau đó thì các bác giật cái tem này ra và các bác bỏ vào trong tủ lạnh cho em, bỏ vào trong tủ lạnh cho em thì nó sẽ giúp cho các bác là khử những cái mùi hôi, mùi khó chịu vào trong tủ lạnh nhá. Lên cho em là khử mùi tủ lạnh, giá của nó sẽ là 30k cho một chai khử mùi tủ lạnh như này nhá, 30.000 cho một cái lọ khử mùi tủ lạnh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 4 sim nhá, điện thoại 4 sim. Đó, đây một con điện thoại 4 sim chất lượng như này. Đấy, thì cái hướng dẫn sử dụng này. Đấy, lắp sim vào thì phải khởi động lại máy này, sau đó thì tắt nguồn đi lại khởi động lại để máy nhận sim. Đó, 4 sim, 4 khay sim như này, 1 2 3 4 khay sim. Đó. Và có sẵn cho các bác một con đèn pin này luôn. Dung lượng pin của nó thì cực khủng nhá. Có sẵn một cái đèn pin siêu sáng luôn các bác này. Đấy, đây là một cái đèn pin nhá chứ không phải là đèn led đâu. Đấy, có sẵn một cái đèn pin luôn. Đó, và đây là cái mặt màn hình của nó này. Đó, con này thì có tới 4 sim luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 450.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim này. Điện thoại 4 sim, giá sẽ là 450k, 450.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ly nhiệt nhá. Đấy, ly nhiệt. Con này thì một cái ly như này, dung tích của nó sẽ là 600ml các bạn, 600ml, có kèm cho các bác là một cái ống hút bằng inox nhá. Một cái ly như này. Đấy, dung tích 600ml, hàng của Mỹ này, American các bác này, American, hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, con này thì ngoài sử dụng là tính năng là các bác sử dụng làm ly giữ nhiệt để mang đi thì nó có giòn, có nắp đậy này, còn ngoài ra các bác có thể bỏ nắp này ra mình làm một cái cốc uống nước bình thường. Đấy, giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? Con này thì giá thanh lý cho các bác giá tốt nhá. Em đang bán là 70.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 60.000 cho một con ly nhiệt như này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ly nhiệt nhá. Ly nhiệt. Đấy, ly nhiệt giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái giá bản lề nhá, giá bản lề, giá của nó sẽ là, đây nó sẽ là một cái sản phẩm như này các bác này. Về nhà thì các bác bắn vào tường cho em, sau đó thì mình bắn vít lên. Đấy, mình không dùng thì mình gấp xuống, nó rất là gọn. Độ chịu tải của nó rất là lớn nhá. Đấy, gấp lên gấp xuống rất là gọn. Đây, đúng như video như này. Đó, bắn vào cho em này. Rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100.000 cho một cái giá bản lề nha các nhá. Lên mã giúp cho em đó là giá đỡ bản lề nhá. Đấy. Giá bản lề 100.000, giá bản lề 100k nhá. 100k cho một con giá bản lề như này. Hàng này thì rất là tiện ích luôn. Đây nhá, nó là cái giá đỡ như này các bạn này. Đấy, hàng thì bằng thép trắng, không gì, rất là dày dẫn và chắc chắn. Và con này thì nó rất là tiện ích luôn, 100.000 một đôi như này nhá, một đôi như này. Đấy. Thì các bác cứ đưa vào là mình đóng mở là nó sẽ đẩy ra thôi. Cái này thì nó khá là cứng, nhưng mà khi các bác bắt vít vào thì nó sẽ đẩy ra rất là dễ dàng. Đấy. Nó sẽ đẩy ra, nó có một cái con lẫy ở đây các bạn này, nó có con lẫy ở đây. Đấy, đây các bạn này. Đấy, khi các bác đẩy ra thì nó sẽ sập vào nhá. Còn khi mình chỉ cần ấn xuống như này là mình gập vào thôi. Đó, còn khi đẩy ra thì mình chỉ cần giật này nó sẽ đẩy ra này. Đấy, giật này nó sẽ đẩy ra. Đó. Thì các bác bắt này chưa? Còn khi mình đẩy xuống thì mình chỉ cần bóp cái này là nó sẽ đẩy xuống này. Đấy, bóp này đẩy xuống. Còn khi giật lên thì mình lấy này nó sẽ giật lên. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 một đôi như này thôi. 100.000 cho một đôi giá đỡ bản lề như này nhá. 100k. Đấy. Vừa nãy thì em cũng có cái video lắp đặt thực tế cho các bác xem nhá. Lắp đặt thực tế cho các bác xem và nó cũng có ốc vít, ốc viếc hẳn hoi đầy đủ. Combo chọn bộ cho các bác luôn. Nên là về nhà các bác cũng không phải mua đi thêm ốc nữa, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái nối nhanh nhá. Đấy, các bác lên cho em là nối nhanh.
Cái này thì các bác lên cho em là cút nối điện nhá, cút nối điện. Con này thì bên em sẽ bán là lẻ là 10.000 một chiếc. Về nhà các bác chỉ cần cho hai đầu âm dương vào đây. Sau đó thì mình sập vào là xong. Hàng này của nó thì kết nối cực kỳ là tốt luôn. Đấy, cho hai đầu âm dương vào đây sập vào cho em là xong. Đó, rất tiện ích này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 75.000 một chục, còn mua lẻ thì sẽ là 10.000 một chiếc nhá, cút nối điện nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ vợt cầu lông nhá, bộ vợt cầu lông như này. Đấy, bộ vợt cầu lông như này. Giá sẽ là 120.000 một bộ. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật và dùng thì cực kỳ là đã luôn. Đấy, có kèm cho các bác là ba quả cầu luôn nhá, ba quả cầu như này. Đấy, một bộ vợt ba quả cầu như này, 120.000, giá siêu rẻ siêu tốt cho bác luôn. Một bộ vợt ba quả cầu luôn. Đấy, một bộ vợt thế này bao gồm một đôi nhá. Đấy, một đôi. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật các nhá, hàng của Nhật. Dây cước các thứ cực kỳ là căng luôn. Đấy. Và con này thì nói chung là các bác dùng cho trẻ em các thứ vui chơi, hoặc các bác vui chơi thì rất là thoải mái nhá. Đấy, con này thì các bác chỉ dùng vui chơi thôi chứ không thể dùng thi đấu được đâu các bác nhá. Đấy, thì cái giá của nó cũng khá là hợp lý. Hàng dân dụng, hàng của Nhật, hàng dân dụng thì các bác dùng cũng rất là ok. Đấy, chất lượng của nó thì dùng cũng rất là ok, thoải mái thôi. Dùng vài ba năm không có vấn đề gì. Nên cho là vợt cầu lông nhá. Giá của nó sẽ là 120k. 120k bao gồm là cả một bộ vợt và ba quả cầu luôn. Tiếp theo thì lên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng nhá, kem đánh răng của Nhật và của Hàn. Đấy, có hai mẫu của Nhật và của Hàn như này. Đấy, có hai mẫu cho các bác luôn, một mẫu của Nhật và mẫu của Hàn nhá. Mẫu của Nhật này thì sẽ là cái dòng là chuyên trị chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng, hàng made in Japan. Con này thì giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k cho một lọ kem đánh răng Nhật như này, 70.000. Đấy, còn kem đánh răng Hàn Quốc thì dòng này thì chuyên làm trắng răng nhá, chuyên làm trắng răng. Con này thì dung tích của nó là 120g và giá sẽ là 40k nhá, 40.000 cho lọ kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đấy, hàng made in Korea. Đây. Đấy, đây các bác này, made in Korea, hàng của Hàn Quốc, Hàn Hoi. Đấy, giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Còn con này thì giá của nó sẽ là hàng made in Japan, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kẹp đơn nhá, kẹp đơn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kẹp quần áo như này nhá. Bên em bán theo vỉ như này. Đấy, lên cho em là kẹp quần áo nhá, kẹp quần áo này. Đấy, kẹp quần áo, giá của nó sẽ là 30k trên một vỉ như này, bao gồm là 20 cái nhá, 30k trên một vỉ, 20 cái. Kẹp rất là chặt luôn các bác này, kẹp rất là chặt luôn thì các bác dùng để mình kẹp quần áo, kẹp đồ để khi mình phơi thì nó sẽ chống bay rất là tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em là kẹp quần áo, giá sẽ là 30k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên giặt xả nhá. Đấy, viên giặt xả thì nó sẽ là lô này thì nó lại về hàng túi như này, hàng túi như này chứ không còn cái hộp như ngày trước nữa. Đấy, nhưng mà nó cũng đầy đủ combo cho bác luôn, cả giặt cả xả luôn nhá. Đấy, viên giặt xả như này nhá, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ sạch và thơm luôn. Lên mã giúp cho em đó là viên giặt xả một túi như này thì giá sẽ là, các bác lên cho em là viên giặt xả nhá. Hôm trước thì cái lô nó về là hàng hộp thì hết rồi, đợt này nó lại về hàng túi như này nhá. Đấy, và giá của nó sẽ là 55k nhá, 55k cho một túi như này các bác này. Đấy, thì con này của nó là 5 trong 1 luôn. Đấy, giặt sạch rồi tẩy thơm. Đây, một viên này nó sẽ là 5 loại như này này, 1, 2, 3, 4, 5, 5 loại như này, giặt sạch tẩy thơm các kiểu con là điều luôn. Đây, đấy, 5 trong 1 các bác này. Đấy, mẫu mới, hàng của Nhật, made in Japan, 5 trong 1 luôn. Giặt thì cực kỳ sạch và thơm nhá. Đấy, một cái bịch như này là nó giặt được là một viên như này, một túi như này là giặt được 3 kg quần áo các này, 3 kg quần áo. Đấy, đây thì nó tính là một như này là giặt được 3 cân quần áo luôn, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng. Tiện, các bác chỉ cần ném trực tiếp vào trong mở ngăn ra, ném trực tiếp vào cho em là xong, không phải đổ để gì mất công nhá. Đấy, lên cho em là viên giặt xả nhá, viên giặt xả giá sẽ là 55.000 cho một túi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu gội đầu Thái Lan nhá, dầu gội đầu Thái Lan 80.000 cho một lọ như này, 80.000 cho một lọ như này các bác này, 80.000 cho một lọ này. Lọ này thì dung tích của nó là 450ml các bác nhá, 450ml, gần nửa lít. Có hai màu, màu trắng và màu xanh. Đấy, đều là hàng của thương hiệu Clear, giá sẽ là 80k nhá, 80k. Đấy, lên cho em là dầu gội đầu Thái Lan, giá sẽ là 80.000. Đấy, hàng của Thái Lan các bác này. Đây, Bangkok Thái Lan các bác nhá. Đó, Bangkok Thái Lan đây. Dầu gội đầu Clear của Thái Lan. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt nhà tắm nhá, xịt nhà tắm. Đấy, nhà tắm nhà các bác bị bẩn bong chốc ố vàng các bác. Lắc đều lên chưa? Lắc đầu sau nó xịt như này. Đấy. Và nó sẽ là cái dạng bọt tuyết như này các bác này. Nó là cái dạng bọt tuyết như này thì là các bác cứ để một lúc, sau đó thì mình đánh kỳ cọ đi là nó sẽ sạch. Và cái này thì nó thơm nhá, hương chanh rất là thơm luôn.
giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k cho một chai xịt bọt tuyết như này. 45.000 thôi nhá. Đấy, 45.000 cho một chai xịt bọt tuyết như này, nhà tắm, nhà vệ sinh như này nhá. Rất sạch thơm luôn. Đó, tiếp theo thì bên em về cho bác sản phẩm đó là cái khay bộ ba hũ gia vị nhá. Bộ ba hũ gia vị, bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc như này. Chất liệu bằng nhựa nguyên sinh, bền đẹp chắc chắn, hàng nhựa chất lượng cao. Đấy, an toàn với sức khỏe cộng đồng các bác này. Đấy, rất đẹp luôn. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện nhá. Tay trái mình bấm này, tay phải mình xúc này. Đấy, thì không cần phải các bác phải động tay và nó mất công, bẩn thỉu. Nó rất sạch sẽ luôn. Combo cho các bác một bộ ba cái như này giá chỉ có 60k thôi. Đấy, bộ ba hũ gia vị nhá, 60k, giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn ngủ đuổi muỗi, vừa là đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi luôn. Đấy, cắm vào, bật lên cho em là xong. Đấy, cảm biến nhá, có cảm biến. Đấy, đèn ngủ đuổi muỗi, giá của nó sẽ là giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đấy, 40k cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này nhá. Đấy. 45.000, 45k đó, 45k cho con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải đánh răng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con này thì hàng của Nhật, chuyên trị viêm niếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Giá chỉ có 25k thôi, 25k nhá, 25k. Đã được hội y khoa của Nhật chứng nhận đây. Chuyên chống viêm niếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. 25.000, 6 cái bàn chải 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giá không thể tin nổi luôn, các bác nhá. Đó, rồi, ok. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì giày dàn di thì bên shop lại tiếp tục về các bác nhá. Đó. Hôm trước thì em về hàng thì hết, hôm nay thì lại tiếp tục về. Các bác lên cho em là giày dàn di nhá. Giá sẽ là 100. Các bác lên cho em là giày dàn di, giá sẽ là 140.000 nhá. Các bác lấy lùi cho em một số nhá. Đấy. Kích thước của em cỡ thì em sẽ có là từ 39 đến 42 nhá. 39 đến 42 thì các bác cứ lấy lùi cho em một số. Ví dụ chân các bác là 39 thì các bác đặt cho em là 38 nhá. Tại vì cái này nó là hàng quốc tế. Đấy, hàng quốc tế cho nên nó hơi to một chút, cho nên là các bác lấy lùi cho em một số. Đây, ví dụ như cỡ này là cỡ 42 này. Đấy, 42, chân em là 42 thì em đi nó sẽ là hơi rộng, cho nên các bác cứ lấy cho em là 39 là ok. 41 là ok nhá. Đấy, các bác cứ lấy cho em 41 là ok. Thì là nói chung là khi các bác đặt hàng thì các bác cứ đặt lùi cho em một số nhá. Đặt lùi cho em một số. Ngoài ra thì bên em cũng có tư vấn cho các bác, nên các bác yên tâm. Chất liệu của nó thì cái đế này của nó là cao su non nhá. Cao su non cho nên là các bác đi cực kỳ là mềm luôn. Và rất là bám này, rất là bám nhá. Và đây thì nó sẽ là dạng là vải dù quân đội như này. Vải dù quân đội như này thì dùng nó rất là thích nhá. Đấy. Và cái mặt ngoài này thì nó sẽ là hàng có chống nước nhá. Vải dù quân đội có chống nước, nhưng các bác dùng yên tâm, không lo bị ướt đâu. Đó. Và cái giá thì rất hợp lý thôi. Chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là giày dàn di nhá. Giày dàn di 140.000 cho một đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác các cái mã đồng hồ nhá. Mã đồng hồ thì bên em về nó sẽ có cho các bác là đây. Nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả này. Đấy. Thì cái mẫu này thì nó sẽ không có, mẫu này thì sẽ không có hộp nhá, không có hộp, còn 2 mẫu là có hộp này. Đấy. Chất liệu của nó thì đều là đồng hồ cơ hết nhá, đều là đồng hồ cơ hết. Hàng thì cực kỳ là ngon luôn. Ban đầu về thì các bác đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy nhá. Đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy. Đấy, nó là dòng cơ. Cho nên là các bác phải đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy các bác nhá. Đó. Thì cơ nó phải hoạt động thì nó mới bắt đầu chạy. Giá thì con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ mã 66 nhá, đồng hồ cơ 66. Giá của nó sẽ là 400.000. Đấy, đồng hồ cơ 66 này. Giá sẽ là 400k. Đó. Các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66, giá sẽ là 400k. Đây. Đấy. Con này thì dùng cực kỳ là tiện ích cho các bác sử dụng luôn, nó là hàng cơ nhá. Hàng cơ cực kỳ chất lượng luôn. Đây, cái ba lăng của nó đang chạy các bác này. Đấy. Con này thì 100% là lộ cơ luôn, rất đẹp các bác này. Đấy. Lên cho em là cơ 66. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật này, made in Japan đàng hoàng này. Đây. Made in Japan nhá. Hàng của Nhật cho các bác luôn, made in Japan luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là cơ 66 nhá. Giá của nó sẽ là cơ 66 này, đồng hồ cơ 66 giá sẽ là 400k. Đấy. Đồng hồ cơ này 66 nhá, giá sẽ là 400k nhá. 400k cho con đồng hồ cơ 66 như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ cơ 66, giá sẽ là 400k. Đây, cơ nó đang đánh này. Con này thì giá chỉ có 400.000 thôi, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn, 400.000 nhá. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con đồng hồ cơ 53 này. Đấy, con này thì công ty của nó thì từ năm 1953 luôn, cũng là hàng của Nhật cực kỳ chất lượng nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 53. Con này thì giá sẽ là 450.000. 450.000 cho một con đồng hồ cơ 53 như này.
Con này thì sẽ có hộp nhá. Con đồng hồ cơ 53 này sẽ có hộp này. Đấy, còn con cơ 66 này thì không có hộp nhá. Cơ 66 này không có hộp. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác con đồng hồ cơ La Mã nhá. Cơ La Mã. Đấy. Đồng hồ cơ La Mã con này thì nó chạy bằng số La Mã như này. Đấy, chạy bằng số La Mã như này các bạn này. À, nó dùng bằng số La Mã này. Đấy, mặt của nó là mặt số La Mã như này. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000 nhá. Đấy, lên cho em là cơ La Mã này, cơ La Mã. Giá sẽ là 470.000. Đấy, tức là bên shop đang có 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả nhá. Có 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả cho anh em và các bác lựa chọn này. 3 mẫu đồng hồ cơ như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Đấy, 3 mẫu đồng hồ cơ siêu đẹp như này các bác nhá. Đấy, 3 mẫu đồng hồ cơ siêu đẹp như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, con này thì các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66 này. Đấy, cơ. Đây. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ cơ. Đây, con này thì sẽ là cơ 66 này. Đấy, đồng hồ. Đây. Đây đúng rồi. Con này thì sẽ là đồng hồ cơ 66 nhá, cơ 66. Con này thì giá của nó sẽ là 400.000. Đồng hồ cơ 66 con này là 400.000 này. Đấy, con này thì đồng hồ cơ 53 này, đồng hồ cơ 53. Con này là 450.000. Đấy. Và con này nó sẽ là đồng hồ cơ La Mã này, đồng hồ cơ La Mã nó là số La Mã như này. Đó, số La Mã như này và 470.000. Đấy, thì bên shop đang có 3 mẫu đồng hồ cơ rất là đẹp như này. Và cái giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ nhá. Anh em các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline ở trên tấm biển đỏ của bên em. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. 3 mẫu đồng hồ cơ cho anh em các bác lựa chọn nhá. Đấy, cơ 53, đấy, cơ 66 và cơ La Mã. Đấy, cơ La Mã. Đấy. Con cơ 53 này thì màu bạc này, còn hai con này đều là màu vàng. Nói chung là hàng rất là đẹp cho các bác luôn. Hàng rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kính các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá. Con này thì hàng cực kỳ chất luôn. Hàng của Nhật nguyên hộp như này. Đấy, nguyên hộp như này có hẳn khăn lau khăn liếc cho các bác đàng hoàng. Rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Hàng này của nó thì chất thì khỏi phải bàn này các bác. Chất thì khỏi là bàn rồi. Đấy. Và hàng nó sẽ là hàng đổi màu như này các bác nhé, hàng đổi màu. Đấy, các bác thấy không? Đây. Khi các bác đi vào giày dâm thì nó sẽ tự sáng và đi giày nắng thì nó sẽ đổi màu cho các bác nhá. Thì mình đeo nó rất là thích các bác. Đấy. Rất là chất luôn. Đó. Giày dâm giày sáng đeo đều ok hết nhá, đều ok hết. Chất của kính thì khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Chất của kính thì khỏi phải bàn rồi. Lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá. Hàng cực kỳ chất cho các bác luôn, hàng rất chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con kính đổi màu như này, giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy, 100k cho con kính đổi màu như này. Con này thì rất chất lượng cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì rất hợp lý rồi. Chỉ còn cho các bác là 100.000 thôi. Có hộp hiếc đàng hoàng và có cả khăn lau khăn liếc đàng hoàng nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vỉ kim khâu này. Đấy, kim này nó sẽ là dòng kim thông minh. Khi các bác sử dụng thì không cần phải xỏ kim như bình thường. Đấy, lên cho em là kim vàng nhá, kim vàng. Đấy, lớn bé dài ngắn đủ cả 2 4 6 8 10. Một vỉ này 12 cái, một vỉ này 12 cái. Rất là ngon luôn. Khi các bác sử dụng thì đấy, em mô phỏng đây nó sẽ là cái sợi chỉ nhá. Đấy, đây là một cái sợi chỉ rất là to như này này. Khi các bác dùng thì các bác chỉ cần kéo như này là nó sẽ vào này. Đấy. Các bác kéo qua kéo lại này cho em là nó sẽ vào thôi. Đấy. Các bác đẩy này em sẽ vào. Đây các bác này. Đấy. Cả một cái dây cước to như này em kéo nó cũng vào luôn này. Đấy các bác theo. Đó. Thì ở đây nó sẽ là một cái dòng mà nó có sẵn đầu móc luôn. Đấy, nó sẽ có sẵn cái đầu móc khuyết ở đây này. Có cái đầu móc khuyết ở đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Có đầu móc khuyết đây. Thì khi các bác sử dụng là các bác chỉ cần đặt vào là xong. Đấy, mình không cần phải xỏ. Đặc biệt là với người già thì xỏ nó rất là khó. Đấy. Thì lên mã cho em là vỉ kim vàng nhá. Kim vàng. Giá sẽ là 15.000 cho một vỉ kim vàng như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kim vàng nhá. Kim vàng. Kim vàng này, giá của nó sẽ là 15k nhá. 15k cho một vỉ kim vàng này 12 chiếc. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phỏng vấn nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về cho các bác một cái mã đồng hồ đó là đồng hồ cơ nhé, đồng hồ cơ. Mã này thì em lên cho các bác cái mã đồng hồ cơ 88 nhé. Lên cho em là đồng hồ cơ 88. Giá thì sẽ là 500.000 nhé. 500.000 cho một con đồng hồ cơ 88 như này. Hàng automatic này, tự động này. Máy của nó này các bác này. Con này thì hàng siêu chất cho các bác luôn. Đấy. Từ chất dây giếc của nó hàng siêu đẹp luôn các bạn, hàng siêu đẹp luôn. Hàng dây dẫn chắc chắn siêu đẹp cho các bác luôn. Chất dây của nó này, dây của nó sẽ là dây thép này. Dây thép không gì nhá, dây thép không gì. Bạc và điểm màu vàng rất là đẹp như này. Đó, bạc điểm màu vàng rất là đẹp như này.
Đó, quả cơ của nó ánh này trông rất là thích luôn nhá. Hàng lộ cơ 100% nhá. Hàng lộ cơ 100%. Con này thì nó sẽ là hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, hàng của đồng hồ của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, thương hiệu Chancy của Nhật các bác này. Đó, automatic tự động luôn. Đây. Đấy. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái hàng nguyên tem nguyên đai nguyên kiện như này. Bên em thanh lý trong hệ thống siêu thị nhá. Chưa qua sử dụng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Các bác đeo vào thấy cái độ chất của nó này. Đó, hàng cơ automatic tự động luôn. Đó. Thì ở đây nó sẽ kèm cho các bác là một cái chân như này để các bác có thể mình hạ cái khuy xuống các bác nhá. Đấy, hàng xịn cho nên là nó kèm cho các bác một cái chân như này để các bác có thể tháo chốt đây, các bác cho vào đây này. Sau đó thì các bác đẩy chốt ra cho em, đẩy chốt ra nhá. Đẩy chốt ra thì bắt đầu là mình vừa cái nấc nào thì mình thay cái nấc đấy vào cho em để mình sử dụng thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 88 nhá. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 nhá, 500k. Đấy, con này thì có hộp luôn các bác nhá. Bên em là đồng hồ cơ này 88, giá sẽ là 500k. 500k nhá, 500.000 cho con đồng hồ cơ 88 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao đen nhá. Bộ dao đen thì đây nó sẽ là một cái bộ dao đầy đủ. Đầy đủ như này các bác này. Đấy, đầy đủ như này. Bao gồm cho các bác là một kéo này, đấy. Một kéo một liếc này, đấy, một kéo một liếc nhá. Cái kéo này thì nó sẽ là dùng để cắt gà, cắt cá này, kẹp cua gẹ này, khui bia này, mở nắp chai đều được hết này. Và đây là một cái liếc này, đấy. Và bao gồm cho các bác là có ba con dao. Có ba con dao tất cả, ba con dao tất cả nhá. Cán của nó thì bằng nhựa như này, cán bằng nhựa đen nhá, cán bằng nhựa đen. Và một bộ của nó thì combo bao gồm là ba dao, một kéo và một liếc nhá. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen nhá, bộ dao đen. Hàng thì cũng khá là sắc bén cho các bác luôn. Đấy, rất sắc bén các bạn. Đây. Dao thì rất sắc bén các bạn. Đấy, các bác theo. Dao rất sắc luôn các bác nhá. Nó rất sắc luôn. Bộ dao bao gồm là ba con và một kéo một liếc nhá. Đấy. Đấy, bộ dao bao gồm ba con như này. Đấy. Bao gồm là ba kéo một rũa một liếc như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là ba dao một kéo một lũa như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen nhá, bộ dao đen. Bộ dao đen thì bao nhiêu đấy? Bộ dao đen. Lên cho em là bộ dao đen nhá, giá sẽ là 130 cành. 130.000 cho bộ dao đen này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là một cái mã mới đó là đệm lưng nhá, đệm lưng. Giá của nó sẽ là 50k. Con này thì giúp cho các bác. Hả? Tựa lưng. Các bác lên cho em là tựa lưng nhá. Đấy. Nên lên cho em đó là tựa lưng này. Đấy, tựa lưng giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000. Đấy 50.000. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là ba chi tiết khi các bác nhận được hàng. Đấy. Sẽ gồm cho các bác là đây. Một cái thân nằm dưới như này và một cái nằm trên như này các bác này. Đấy. Về nhà thì các bác uốn cong cho vào đây cho em. Đấy, cho đây cho em. Sau đó thì mình nằm và nó có nấc này. Đấy, 1 2 3 4 nấc thì các bác tùy các bác điều chỉnh cái độ cong của nó này. Đây. Thì nó sẽ giúp cho các bác là đây xương sống của bác nó đang bị cong như này thì các bác nằm vào nhá. Đây nằm vào như này. Thì xương sống này, cổ này, đấy thì về nhà các bác tựa lưng nhá. Có thể là nằm này, ngồi tựa đều được hết nhá. Đấy và nằm nghiêng cũng được luôn. Đó thì nó giúp cho các bác là ổn định xương sống nhá. Ổn định xương sống rất là tốt luôn. Và giá thì rất là hợp lý nhá. 50k, giá chỉ có 50k cho cái tựa lưng này thôi. Bây giờ mà về nhà mà các bác mà đi chữa bệnh đau lưng mỏi gối các thứ là cũng mất rất nhiều tiền. Đây, đấy về nhà các bác lắp cái này vào cho em này. Sau đó thì mình nằm mình có thể tựa này. Và cái này thì các bác có thể tùy chỉnh các cái nấc như này nhá. Nấc 1, nấc 2, nấc 3, nấc 4 tùy theo. Các bác nằm cho xong cong dần lên cho em. Lên cho em là tựa lưng giá sẽ là 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái van vòi van xả hai đầu nhá. Van xả hai đầu con này giá sẽ là 70 cành. Đấy, 70 cành bằng inox 304. Đấy, một đầu xả đây một đầu xả đây nhá. Có gen xoáy các bác có thể kết nối với các cái nguồn nước khác đều ok hết nhá. Van xả hai đầu inox 304. Giá sẽ là 70k nhá. 70k cho một em van xả hai đầu này thôi. Hàng van xả hai đầu inox 304. 70.000, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó. Chỉ có 70k cho em van xả hai đầu này thôi. 70.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con kích điện 220. Kích điện này bao nhiêu đây?
Các bác lên cho em là kích điện giá sẽ là 175k nhá, 175.000 cho con kích điện như này, 175.000. Con này thì các bác chỉ cần kẹp vào bình ắp quy của mình thôi là nó sẽ kích cho các bác lên điện 220V. Đây. Đấy. 12 24 các bác đều kẹp được nhá, và nó sẽ ra cho các bác là điện 220V và công suất của nó là 220W. 220W. Có hai chân USB, đây công tắc đây. Đấy, có hai chân USB thì con này dùng rất là tiện, các bác có thể dùng để lấy điện thắp sáng này, hoặc là dùng đa di năng cũng rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là kích điện 220 nhá, kích điện 220. Giá thì các bác lên cho em là kích điện, giá thì sẽ là 175.000, con này tiện lắm. Ví dụ như các bác có ắp quy các thứ là các bác dùng con kích này cho em là ok thôi. Đấy, lên cho em là kích điện nhá. Công suất của nó sẽ là 3100 mAh, 220W này. Đó, 12V. Đấy, 12 hoặc là 24 nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Các bác có thể dùng các cái thiết bị điện đều ok hết nhá. Giá sẽ là 175.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đế nóng nhá. Đế nóng. Đây. Thì nó sẽ là một con đế như này. Thì các bác có thể dùng để mình đun nấu này. Đấy, đun nấu chế biến thực phẩm, thức ăn này, hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp để mình cho các cái loại ấm pha trà các thứ lên đây đều được hết nhá. Đây, công tắc của nó đây. Đấy, và có số 1234 thì các bác có thể giữ ấm giữ nóng rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên cho em là đế nóng nhá. Đế nóng, giá sẽ đế nóng 130k cho một con đế nóng như này nhá. 130.000 cho một con đế nóng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lấy dây tai nhé, bộ lấy dây tai bằng inox như này. Đấy, bộ lấy dây tai inox như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn, bao gồm 6 chi tiết nhá, 6 chi tiết bên trong như này. Đó, và các bác có thể dùng là móc khóa các kiểu con là điểu luôn. Giá thì thanh lý cho bác chỉ có 20 cành thôi. 20 cành cho một cái bộ lấy dây tai như này nhá, bộ lấy dây tai inox nhá. 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn 20. Đèn 20 nó sẽ là một con đèn pin như này, có kèm một cáp sạc nha, và có một viên pin 18650 nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20. Đó, đèn 20. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho em. Đây, lắp pin vào đây là mình sử dụng rồi. Nó rất tiện luôn các bạn, lắp pin vào. Sau đó thì bật công tắc lên. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 20 cm nhá, cho nên là bên em lên nó là đèn 20 các bạn này. Đấy, đèn 20. Có thể zoom lên zoom xuống như này. Pha của nó thì rất là giỏi luôn đấy các bác này. Ban ngày mà pha như này là con này rất sáng luôn, các bác thấy không? Đấy, rất sáng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, có báo pin báo biết đàng hoàng. Đấy, về nhà các bác cắm sạc vào đây cho em. Thân của nó bằng hợp kim nhôm hết nhá. Con này thì cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20, đèn 20 110k nhá, 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Các bác lên cho em là bật lửa đồng hồ. Đấy, đây nó sẽ là một con bật lửa và có kèm đồng hồ như này. Có kèm đồng hồ này nhá. Lên cho em đó là bật lửa đồng hồ. Đây. Đấy, con này thì về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đấy. Bật lửa đồng hồ nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con bật lửa đồng hồ như này. 100k cho một con bật lửa đồng hồ như này nhá. Giá cực kỳ ưu đãi cho bác luôn. Bật lửa đồng hồ về nhà các bác tự bơm ga. Giá sẽ là 100k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa đồng hồ này. Bật lửa đồng hồ tự bơm ga. Giá sẽ là 100k nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình xanh nhá, bình xanh. Con này thì dung tích 1 lít và giá thì chỉ là 70 cành thôi. 70 cành cho một con bình xanh dung tích 1 lít như này. Con này của nó là bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, cái bật lửa rồng. Con này bằng nhôm cho nên là dùng cực kỳ là an toàn và xịn sò luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bình xanh nhá, bình xanh. 1 lít bằng nhôm, hàng của quân đội Việt Nam mình thôi. Giá sẽ là 70k nhá, 70k cho một con bình xanh như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đồng hồ T8 nhá. Đồng hồ điện tử T8 như này. Con này thì các bác dùng rất là đa di năng luôn. Đấy, các bác dùng để mình đeo này. Ngoài ra thì nó có chức năng là xem giờ, đo huyết áp, đo nhịp tim. Rất là tốt các bác nhá. Đấy. Thì rất là nhiều chức năng nhưng mà các bác về các bác tự khám phá riêng, còn rất là nhiều chức năng đi kèm này các bác này. Đấy, thì bên em chỉ có giới thiệu có 3 tính năng chính và em cũng bán 3 cái tính năng đấy thôi. Đó là đo xem giờ, đo huyết áp, đo nhịp tim. Bao gồm là một bộ dây quai đeo như này, một cái cáp sạc nhá, một cái đế sạc và một con đồng hồ như này. Mặt của nó, thân của nó là bằng kim loại hết nhá, bằng kim loại hết. Giá thì chỉ có 170 cành thôi. Con này chuyên để đo huyết áp, đo nhịp tim rất là tốt luôn. Đấy. Hàng thì vận chuyển từ nước ngoài về cho nên là nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, cái này thì 100% nó đều là dòng hết pin hết nhá. Về nhà các bác sạc pin vào cho em thôi. Đó, đo huyết áp, đo nhịp tim, ngoài ra nó còn có chức năng các chức năng khác này.
Đấy thì bên em bán thì em chỉ có bao cho các bác là ba chức năng chính thôi: xem giờ, đo huyết áp, đo nhịp tim, đồng hồ T8 nhá. Còn những các chức năng khác về các bác tự tìm hiểu. Đồng hồ T8 giá sẽ là 170k nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc đây. Đấy, nó là hình con rồng và có hai cái viên ngọc như này. Cho nên là bên em lên nó sẽ là bật lửa ngọc nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho một con bật lửa ngọc như này nhá. Con này thì nó sẽ là bằng 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 đá nhá, bằng đá. Về nhà các bác đổ xăng thơm vào đây cho em. Đấy. Về nhà các bác rút ra mình đổ xăng thơm vào đây là ok. Đó, hàng cực kỳ chất luôn. Các bác có thể mua để sử dụng này, xem để sử dụng hoặc là trưng bày rất là đẹp. Bật lửa ngọc nhá, có hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc, giá sẽ là 130k nhá. Bật lửa ngọc giá sẽ là 130k, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân treo cầm tay nhá, cân treo. Đấy, các bác lên cho em là cân treo. Con này thì cân được tối đa là 50 cân. Nhưng mà khuyến khích các bác là cứ cân 2-30 cân là ok. Các bác mang đi câu kẹo cái thứ, đây là cái viên pin này. Pin này hết thì các bác có thể ra ngoài hiệu sách mình mua rất là sẵn hàng thôi. Không lo không có pin đâu. Đó, rất sẵn thôi. Các bác lắp vào bật lên cho em là xong. Nếu khi lắp vào mà nó không lên thì các bác đảo chiều đi cho em. Đảo chiều pin đi là ok. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, đấy lên luôn các bác này. Đấy. Thì mình để mình cân kẹo các thứ rất là ok. Đây em sẽ cân thử cái thước rút này cho các bác xem. Đấy. Rất tiện ích nhá. Còn đây cho em này. Đấy, cân lên. Còn thước này của nó thì đây, trước tiên thì các bác để cho em chế độ kg. Đấy, nó sẽ là 0,37 kg các bác này, 0,37 kg. Đấy, tức là 370 g đấy các bác nhá. Đó, có cho các bác cập nhật nhiệt độ, độ ẩm các thứ luôn nhá. Đấy, nhiệt độ, độ ẩm rồi nhớ kg các thứ đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, tắt đi bật lên ở đây, rất tiện ích luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân treo nhá, cân treo. Giá sẽ là 70k. Con này thì dùng rất là tiện cả. Tối đa của nó là 50 cân nhưng các bác cứ dùng cho em 2-30 cân là thoải mái rồi. Mình dùng đi câu, đi kẹo, đi phượt hoặc là các bác đi mua sắm hải sản này hoặc là đi chợ búa mình có muốn test lại rất là ok nhá. Lên cho em là cân treo này. Cân treo, giá của nó sẽ là 70k, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái găng tay các bác này, găng tay đây. Thì các bác lên cho em là găng tay lao động nhá. Dòng này thì cực kỳ là ôm tay luôn. Dùng rất là thích, đó, ôm tay. Rất dễ dùng, ôm tay các bạn. Và giá thì rất hợp lý. Giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là găng tay lao động này, ôm tay lắm. Và nó có cái phần cao su non này, các bác làm việc rất là tốt, chống trượt trượt nhá. Lên mã giúp cho em đó là găng tay lao động. À, bên em bán 5 đôi thì sẽ là 40.000. Và một vỉ 12 đôi thì giá của nó sẽ là, một vỉ mà 12 đôi thì giá của nó sẽ là đi 70k nhá. 70k trên một túi như này. Còn mua 5 đôi thì sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nắp cống đồng nhá, nắp cống đồng. Con này thì dùng rất là tiện luôn, giúp ngăn mùi rất là tốt. Các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đấy, cơ chế hoạt động của nó thì rất đơn giản thôi. Đấy, thì nó đã có một cái con cân bằng trọng lực như này rồi. Nước nó chảy thì nó sẽ xả ra, còn không thì nó lại đậy nắp vào như này. Đấy, và các bác lắp là hầu như là vừa hết với các cái hệ thống đường cống thoát nước nhà mình nhá. Đấy, giúp ngăn mùi rất là tốt luôn, nắp cống đồng ngăn mùi. Giá sẽ là 50k nhá. Đây em sẽ quay video thực tế cho các bác xem. Đây em sẽ mua cho các bác cái kích thước cái sản phẩm này. Kích thước nhỏ nhất để nắp cái van này nó là 4,2 cm. Còn nhà bác nào mà nốt thoát sàn lớn thì bên em luôn nó tặng kèm thêm cho các bác một cái chiếc vòng đệm như này, nó sẽ tăng kích thước của cái thoát sàn nhà mình lên là 6 cm nhé. Van ngăn mùi hôi nhà tắm, nhà vệ sinh bằng đồng thau nguyên chất như các bác nhé. Kích cỡ lắp đặt thì rất là đơn giản, kích cỡ từ 3,4 đến 6 cm là anh chị mình hoàn toàn có thể lắp vừa. Khi có nước sẽ mở ra, khi hết nước thì sẽ đóng lại, giúp cho anh chị mình ngăn chặn mùi hôi bốc lên từ ống cống hay là chuột bọ rán chui lên ạ. Van rất ngăn mùi luôn. Hôi nhà tắm. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái bộ bài vàng nhá. Bộ bài vàng thì bên shop lại tiếp tục về hàng cho các bác và giá thì rất là tốt luôn. Đấy, bài này của nó là bài bằng nhựa nhá, bài bằng nhựa chứ không phải bằng giấy nhá, bằng nhựa các bác. Đấy, bằng nhựa. Các bác có thể gấp thoải mái này, gấp thoải mái không sợ bị cong gãy này. Đấy, nó là bài bằng nhựa các bác nhá. Đấy. Thì nó màu vàng như này, bên em gọi nó là bài vàng rất là đẹp luôn, rất đẹp các bác này. Giá thì chỉ có 35 cành cho một bộ bài vàng như này thôi, 35k nhá. 35.000 cho một bộ bài vàng như này, rất đẹp các bác. Và giá thì lô này bên shop về cho anh em các bác cái giá siêu hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là bài vàng, giá sẽ là 35.000 nhá. 35k cho một cái bộ bài vàng như này. Con này thì
chơi các bác chơi nó rất là tiện và sành điệu luôn. 35k lên cho em là bài vàng 35.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái chảo tổ ong này. Đường kính của nó thì nó sẽ vào khoảng là 24-25 cm, chống dính siêu tốt luôn. Bếp từ bếp ga các loại bếp đều đun ok hết nhá. Đấy, chảo tổ ong chống dính rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 140k nhá. 140k trong con chảo tổ ong như này. Quai của nó liền này. Đấy, quai liền dập riếc rất là ác luôn, rất sạch sẽ các bạn. Đấy, cứng cáp sạch sẽ dày dẫn. Các bác nghe tiếng kêu các bác biết nó dày rồi. Lên mã giúp cho em là chảo tổ ong nhá. Giá sẽ là 140.000, chống dính tốt luôn, đường kính khoảng 25 cm. Lên cho em là chảo tổ ong này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm, đó là cái con massage 3D nhá. Massage 3D. Đấy, đây. Nó sẽ là cái dòng massage 3D như này. Lên cho em là massage 3D. Con này các bác dùng bằng tay như này thôi. Để mình con này thì nó sẽ là hàng đa chức năng luôn, đa chức năng luôn. Giúp cho các bác là cổ, vai, gáy này, ngực này, eo này, đùi này. Đấy, rồi nói chung là mặt này đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là massage 3D nhá. Con này thì giá của nó sẽ là massage 3D bằng tay. Giá của nó sẽ là 50 cành. Massage 3D bằng tay này. Đấy. 3D bằng tay nhá, dùng bằng tay thôi. Giá sẽ là 50k nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái bút thông mạch nhá, bút thông mạch đây. Đấy, đây nó sẽ là một con bút như này. Đấy, các bác dùng nó rất là tiện ích để giúp cho các bác khi mà mình đo mạch này. Đấy, đo mạch này rất là tiện nhá. Và nó sẽ phân cho các bác là hai cực luôn, nóng lạnh rất là rõ ràng luôn nhá. Đấy, lạnh thì nguyên màu xanh như này, nóng thì sẽ là màu đỏ như này. Rất rõ luôn nhá. Đấy, các bác mắt kém mắt yếu đều dùng được hết nhá. Thứ nhất là xanh lè này, thứ hai là đỏ lừ này. Đấy, rất tiện luôn. Nguyên màu xanh này. Đấy, và màu đỏ này, âm dương nó chia rất là rõ luôn nhá. Ngoài ra thì giúp thông mạch nhá, dây đứt dây điếc các bác cần test, dây đứt dây điếc là ok luôn. Lên cho em là bút thông mạch nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là bút thông mạch, giá sẽ là 20k nhá. 20k cho một quả bút thông mạch như này. Giá sẽ là 20.000, lên cho em là bút thông mạch giá 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái đèn bắt muỗi nhá, đèn bắt muỗi đen. Đấy, con này thì chức năng chính của nó là bắt muỗi. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, cắm điện 220 cho em này. Đây, cắm điện 220 cho em, sau đó thì mình sử dụng như bình thường thôi. Đấy, thì nó sẽ có cái ánh đèn hồng ngoại như này, và khi con muỗi nó thu hút nó bay vào cái lưới như này là nó sẽ bị chập cháy nhá, chập. Đấy, con muỗi nó sẽ bị chết, nôm na là như thế, và có công tắc đây. Lên cho em là đèn bắt muỗi đen nhá, đèn bắt muỗi đen. Giá của nó sẽ là 120.000. 120k cho một con đèn bắt muỗi đen như này, 120k nhá, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái kẹo chuột nhá. Một hộp này của nó là 30.000 một hộp. Cái này thì bên em bán rất là nhiều rồi, hàng này của Thái Lan, cực kỳ nhạy luôn. Chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng, chuột đàn. Đấy, cái này thì ưu điểm của nó là một con ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Giá thì chỉ có 30 cành thôi, 30 cành cho một hộp kẹo chuột như này. Hàng của Thái Lan đây, toàn bộ chữ Thái nhá, 100% hàng Thái Lan. Thị phần bán của nó sẽ là số 1 của Thái Lan luôn. Đấy, số 1 của Thái Lan luôn đây các bác này. Đây, thị phần bán nó số 1 Thái Lan luôn. Ưu điểm con này là nó kéo cả đàn đến ăn chết cả đàn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái đèn cúc áo nhá. Dòng này dòng siêu sáng luôn. Giá thì sẽ là giá thanh lý cho các bác luôn. Giá thanh lý cho các bác này. Đấy. Giá thanh lý cho các bác cực tốt luôn. Một con đèn siêu sáng như này giá chỉ có 30 cành thôi. 30k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn, lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo nhá, đèn cúc áo, giá sẽ là 30k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm, đó là cái xẻng sinh tồn đa năng nhá, xẻng sinh tồn đa năng. 250.000 một chiếc, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, hàng của quân đội Nhật nhá, hàng của quân đội Nhật đây. Đấy, nó sẽ là một con xẻng như này. Về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, đây nó sẽ chiều dài của nó thì vào khoảng là 45 cm, chiều ngang thì khoảng là chiều ngang thì vào khoảng là 12 cm. Đấy, và nó có từ khúc một như này nhá, từ khúc một như này. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là cả con dao này, con dao để các bác lắp vào cho em. Đấy. Có sẵn cả con dao luôn, con dao lắp vào đây này. Đấy. Sau đó thì các bác lắp vào đây cho em. Đó, lắp vào đây này. Đấy. Và của nó sẽ có cho các bác là 3 khúc như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là tổng thể thì vào khoảng là 70-80 cm, và khoảng 80 cm. Đấy, về nhà các bác cứ xoáy ốc, xoáy cái vít này vào cho em xong này. Đấy. Có gioăng chống nước luôn. Đấy, có gioăng chống nước luôn, rất là tiện nhá. Ngoài sử dụng làm xẻng thì các bác có thể sử dụng cưa này. Đầu bên này là cưa, đầu bên này là dao chặt này, vạn ốc này. Rồi các bác có thể là dùng để làm cuốc này, làm cuốc thì các bác lật ngược nó lại như này. Đấy, lật nó này, xoáy vào thì nó sẽ là thành một cái cuốc này. Đấy, anh em các bác dùng để đi rừng đi phượt này, hoặc là sinh tồn, hoặc là anh em các bác đi xe bán tải bán riếc, hoặc là hay đi rừng đi phượt này mà cần sử dụng con này để làm cuốc này hoặc xẻng này. Đấy, để mình xa lầy xa liếc mình sử dụng rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là xẻng sinh tồn nhá. Xẻng sinh tồn, giá là 250 cành và bao ship tận nhà cho bác luôn. 250.000 bao ship đến tận nhà. Đó. Tiếp theo thì
Bên shop về các bạn sản phẩm đó là cái bình tông của Nga nhá, bình tông của Nga. Con này thì các bác dùng này, dùng để đựng rượu bia này, nước lọc mang đi uống các thứ rất là ok. Dung tích của nó là 2 lít nhá. Đấy, dung tích của nó là 2 lít, bình tông Nga dung tích là 2 lít. Inox 304 này. Đấy, inox 304. Chống han gì này, nắp của nó sẽ là nắp chống mất nhá. Nắp chống mất như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá. Ba lên cho em là bình tông nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó. Bình tông này. Lên cho em là bình tông nhá. Bình tông. Giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con bình tông. 130.000 thôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòi cam xanh. Nó sẽ có hai màu, màu cam và màu xanh như này. Chia làm hai đường nước. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con vòi cam xanh như này, giá chỉ có 50k thôi. 50k cho một con vòi cam xanh như này nhá. Giá của nó sẽ là 50k. Đó. 50k cho vòi cam xanh như này, chia làm hai đường nước và có cho các bác là chân gen như này để các bác có thể là kết nối vào các cái đầu nguồn nước khác nhau, rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em là vòi cam xanh nhá. Chia làm hai đầu nguồn nước như này, giá sẽ là 50k. Đó, 50k thôi. Giá hợp lý cho các bác sử dụng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái dầu nóng Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc. Con này thì các bác chuyên dùng để mình bôi vào các vị trí như là cổ, vai, gáy rồi các khớp chân, khớp tay. Đấy, các bác bị giả rời, đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai, gáy, đau thắt lưng thì các bác dùng con này cho em. Con này siêu nhạy luôn, dầu nóng của Hàn Quốc. Đấy. Giá thì chỉ có 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này thôi nhá. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 40k cho một lọ như này thì rất là tiện để các bác sử dụng mình bôi nhá. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Con này thì một bịch của nó là 50 miếng, giá chỉ 40k bằng một bát phở thôi, nhưng giúp cho các bác là thải độc bàn chân rất là tốt luôn. Thải độc bàn chân rất là tốt. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đi lại nhiều dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh như mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó rồi, ok, 40 cành các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với số phản huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho bác cái bộ dao Đức này. Đấy. Bộ dao Đức, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nó sẽ nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Giá thì hàng đợt này về cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên cho em là bộ dao Đức, giá sẽ là 750.000 nhá. Đấy, bộ dao Đức này. Đấy. Lên cho em là bộ dao Đức nhá. Bộ dao Đức giá thì chỉ có 750k thôi. 750.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn cho một bộ dao như này. Khi các bác nhận hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá đỡ như này nhá. Giá đỡ bằng inox 304. Dày dẫn chắc chắn, sáng bóng đẹp. Đấy, inox 304, hàng thương hiệu Winling hay người này. Tiếp theo là nó sẽ đến bộ dao thì nó sẽ bao gồm cho các bác là sản phẩm đây. Đấy, nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Hàng này nó sẽ là hàng mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Bộ dao đây. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng này. Đấy, tem mác các thứ đàng hoàng, rất chất lượng cho bác luôn. Đầu tiên nó sẽ là một con kéo cắt gà này, một con kéo cắt gà như này. Đấy. Con này thì cắt gà, cắt cá, thực phẩm thức ăn đều ok hết nhá. Con kéo cắt gà này. Con kéo gà này thì đấy, đây nó sẽ là một con kéo cắt gà như này, rất dày dẫn chắc chắn. Đây, rất dày dẫn chắc chắn như này nhá. Đó, một con kéo cắt gà này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con liếc mài này, liếc mài nhá. Liếc mài này thì các bác phải dùng cho em là từ 3 đến 5 năm thì mình mới phải mài. Đấy, từ 3 đến 5 năm thì mình mới phải mài, dao nó rất là bén. Tiếp theo là một con dao dao gọt này, đây, con dao gọt như này. Đấy. Một con dao gọt như này các bác nhá. Đấy, con này dài khoảng 20 cm. Winling đây. Winling made in Germany đây các bác nhá. Đó, made in Germany. Đó. Tiếp theo là đến một con dao thái này. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn. Đây, đấy các bác thấy không? Dọc tách cả cái bóng này là các bác biết rồi. Hàng rất bén luôn. Một con dao thái này. Đó, một con dao thái như này. Đó. Thì các bác cho đây cho em. Đó. Tiếp theo nữa là đến một con dao dao chặt thì nó sẽ có hai con nhá, một con bản dày và một con bản mỏng. Đây, một con bản dày, một con bản mỏng như này. Đó, một con bản dày, một con bản mỏng. Bỏ vào đây xem. Đó, đây. Đấy, rất vừa xinh luôn các bác nhá. Đó, combo cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là bốn con dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ nhá.
bốn dao, một kéo, một liếc, một giá đỡ. Đó, combo cho các bác một cái bộ dao như này. Đấy, bây giờ nếu các bác mua nguyên cái giá đỡ này thôi đã phải mất tầm khoảng 150.000 rồi, 150.000 trong cái giá đỡ như này rồi. Đấy, 150.000 trong con giá đỡ như này rồi nhá. Đấy, thế mà combo cho các bác là bao gồm là bốn dao này. Đấy, bốn dao. Đây, bốn con dao như này. Bốn con dao như này nhá. Đấy, bốn con dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ combo cho các bác. Giá chỉ có cho các bác là 750.000 thôi nhá. 750.000. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao Đức nhá, 750.000. Giá đã bao gồm phí ship cho các bác luôn. Hàng này nó rất là nặng, nguyên phí ship không nó mất 50.000 rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn LED trợ sáng nhá. Đây. Đấy, các bác lên theo là đèn trợ sáng này, có ốc áp các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Ốc vít các bác đầy đủ cho các bác này, ốc bắt vít điếc đầy đủ, về nhà các bác bắt trực tiếp vào cái thiết bị của mình cho em. Đây, bắt vít vào đây. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng nhá. Giá sẽ là 40.000. Con này thì về nhà nó sẽ là đèn bi cầu lồ như này, rất sáng luôn. Về nhà các bác đấu vào ắc quy cho em, đấu vào bình ắc quy cho em là xong nhá. Đó. Các bác đấu trực tiếp vào bình ắc quy cho em. Đấy, thì mình lắp vào xe máy hoặc xe đạp điện đều ok hết nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng. Giá thì cũng cực kỳ là ưu đãi cho các bác thôi. Giá rất ưu đãi nhá, 40.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng. Giá sẽ là 40k nhá. 40k cho con đèn trợ sáng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bàn chải nhá. Đấy. Bàn chải quần áo này. Đấy, lên cho em là bàn chải quần áo. Giá thì sẽ là 15k cho một con bàn chải quần áo như này nhá. 15.000 một chiếc thôi. 15.000 chiếc bàn chải quần áo như này. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ rửa này, quần áo và các thiết bị khác đều ok hết nhá. Đấy, 15k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khóa chống trộm. Khóa chống trộm nhá. Con này thì nó sẽ là có còi hú cho các bác luôn. Đấy. Nó sẽ có còi hú này. Khi các bác sử dụng thì là cái còi hú nó sẽ kêu. Đây các bác này. Đấy, đây các bác nhá. Đó, đây. Đấy, khi các bác đảo chiều này thì em là còi nó sẽ kêu này. Đấy, rút ra này. Đấy, khi các bác dùng thì nếu mà các bác không muốn dùng chống trộm, chức năng chống trộm thì các bác dùng bình thường thôi em. Còn nếu mà các bác muốn dùng chức năng chống trộm thì các bác đảo chiều đi cho em nhé. Đấy. Khóa chống trộm như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng đa di năng cho các bác luôn nhá. Đấy, đa di năng luôn. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Đây một con khóa chống trộm như này. Giá chỉ có cho các bác là đi các bác sử dụng thì cái bên này nó sẽ là cái khóa bình thường nhá. Còn các bác muốn đảo chống trộm thì các bác đảo đi cho em. Đảo đi như này. Đấy, đảo đi như này. Đấy, rút chìa ra này. Đó. Có người động vào nó sẽ kêu các bác nhá. Đấy. Nó sẽ bú này luôn. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Còn các bác muốn khóa bình thường thì các bác lại đảo chiều đi. Đảo chiều đi nó sẽ là một khóa bình thường. Còn các bác muốn chống trộm thì các bác cho cái chiều này cho em. Đó. Đấy, có người chạm vào nó sẽ bú này. Đấy. Rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm nha các bác nhá. Đó, kêu rất là to luôn. Kêu rất to luôn. Các bác lên cho em là khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái túi táo khô nhá, táo khô. Đấy, hàng thì nó sẽ là nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đó. Quả to đều đẹp nhá, giá thì chỉ có 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là táo khô, giá sẽ là 70k cho một bịch táo khô như này nhá, 70k cho bịch táo khô như này. Dòng này thì các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này, hoặc là dùng để mình ngâm rượu này. Đấy, ăn trực tiếp hoặc là mình ngâm rượu hoặc là mình hãm nước uống đều ok hết nhá. Lên theo là táo khô, giá sẽ là 70k trong bịch như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ô tô đồ chơi nhá. Đây. Ô tô đồ chơi dành cho trẻ em, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đây đầy đủ một hộp như này. Đấy, nó vào khoảng là 30 cái nhá. Một hộp này khoảng 30 chiếc luôn, 30 chiếc. Đó, và dòng này của nó sẽ là dòng cót nhá, dòng cót. Đấy, thì ô tô cót như này, dùng nó rất là tiện thì các bác có thể dùng cho các em nó vui chơi, đấy, rất sáng tạo. Đấy, mua về thì tất cả lớn bé đều chơi được hết nhá, rất là tiện luôn. Nên theo là ô tô đồ chơi, giá của nó sẽ là 80k cho một hộp như này nhá, 80k cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 30 chiếc luôn, thoải mái luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, các bác lên theo là đuôi đèn cảm ứng, giá thì sẽ là 55.000, 55k cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Thì nó về nhà thì có ốc vít thì được các bác bắt vào tường cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bắt bóng vào đây, đấu điện vào. Đấy, và có chế độ là sáng ban ngày ban đêm hay là sáng 24 giờ. Đó, và có chế độ điều chỉnh thời gian. Nói chung là có người đi đến thì nó sẽ sáng và không có người nữa thì nó sẽ tắt, nó rất là tiện. 55.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sạc ắc quy. Thì con này nó sẽ là sạc được bình của nó là 12V nhá. Đấy, 12V. Con 12V này thì sẽ là con 12V này thì sẽ là 190k nhá. Còn con cả 12 cả 24 này thì con 12 24 này thì sẽ là 290.000 và bao ship. Đó, thì có hai mẫu như này. Một mẫu là sạc bình nguyên 12V, còn một mẫu là sạc cả 12 cả 24.
Con này thì ngoài tính năng là sạc nhanh này, rồi khử xung phát này, chống đảo chiều các kiểu con là điều luôn. Thì nó rất là tiện để các bác sử dụng đây. Đấy. Hàng này thì xuất đi nhiều nước nhá, Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu luôn. Đó. Khử xung phát, chống đảo chiều có hiện giờ các thứ đầy đủ cho bác luôn. Nó là dòng sạc ắp quy thông minh. Bây giờ không ai người ta dùng cái sạc truyền thống nữa. Các bác cứ dùng cái sạc thông minh này cho em. Đấy, nhà các bác đi xe đạp điện các thứ thì mình cũng dùng con này, nó cũng rất là tiện nhá. Đấy, để sạc ắp quy thường này hoặc là xe đạp điện các thứ đều ok hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái áo mưa choàng nhá, áo mưa choàng. Đấy, nó sẽ có mấy màu như này, có màu xanh, có màu màu nâu này, đấy, màu đỏ đậm này. Đó, giá thì sẽ là 100k cho một con áo mưa choàng như này nhá, 100.000 một chiếc. Đây, có cả kính chắn các thứ đồng hành như này luôn, một con áo mưa choàng như này 100.000. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó bán cho bác khoảng 150 đến 200 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Đây, khăn rất là to dày dặn chắc chắn cho bác luôn, khăn to dày dặn chắc chắn. Kích thước của khăn thì nó sẽ là một chiều là 70 và một chiều là 1m4. Hàng to khổng lồ luôn các bác nhá, to khổng lồ luôn. Đây con này. Đấy, hàng to khổng lồ như này, một chiều 70 một chiều 1m4. Chất bông của nó thì mềm mịn, thấm hút nước tốt. Đấy, con này dùng rất là thích luôn. Các bác có thể mua về để mình dùng làm khăn tắm rất là tiện, hoặc là các bác có thể dùng để mình lau rửa ô tô các thứ cũng rất là ok. Đấy thì các bác dùng đa di năng được luôn. Giá thì chỉ có 40 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá sẽ là 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này. Đấy, 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lên một cái video chuyên về các cái mã đồ điện của bên em. Đó, đồ điện bên em nhá. Tất cả các dòng này thì nó đều là hàng Nhật xuất, sử dụng điện 220V nên các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái mã ấm siêu tốc, thì bên em sẽ có cho các bác là 3 mẫu nhé, 3 mẫu. Đầu tiên thì nó sẽ là một con ấm siêu tốc của Hàn Quốc này, ấm siêu tốc Hàn Quốc. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2,5 lít nhé, 2,5 lít. Và hàng này của nó thì bên ngoài bằng nhựa chống nóng, bên trong bằng inox 304. Đấy, bằng nhựa chống nóng, bên trong bằng inox 304. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, ấm siêu tốc Hàn. Giá của nó sẽ là 130k nhé. Đấy, 130k, 130k cho con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn nhé. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000 các bác nhé. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con sản phẩm đó là cái con phích đun sôi nhá. Đấy, phích đun sôi. Hàng cũng của thương hiệu Cúc U luôn. Con này thì nó vừa là ấm siêu tốc, vừa là dòng phích đun sôi nhá. Hàng của thương hiệu Cúc U, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ đây, có nắp xoáy các thứ ngon lành như này các bác này. Có nắp xoáy các thứ ngon lành như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và cái nắp này của nó thì nó là dòng nắp giữ nhiệt và nắp lẫy nhá. Nắp lẫy các bác xoáy đúng gen chưa? Bấm này rót thì mới ra này. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ, hàng của thương hiệu Cúc U nhá, hàng thương hiệu Cúc U đây. Đấy. Con này thì tỷ suất giữ nhiệt của nó sẽ là từ 70 đến từ tỷ suất giữ nhiệt của nó sẽ là từ 70 đến 75 độ nhá, 70-75 độ. Đây là phích đun sôi, giá sẽ là 180.000 nhá, phích đun sôi 180.000 cho một con phích đun sôi như này. Đấy. Và các bác cứ đặt vào là nó sẽ tự đun. Đấy, nóng thì nó lại ngắt, nóng nó lại ngắt nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác đó là cái ấm Đức nhá, ấm Đức đây. Hàng của thương hiệu Liebenlang của Đức nhá, hàng Liebenlang của Đức. Hàng này thì cực kỳ chất cho bác luôn. Đấy, đây. Lên cho em là ấm Đức này, công tắc đây. Đấy, vừa là công tắc vừa là nút nhấn cho các bác luôn. Đó. Và đây là cái lẫy của nó này. Đấy, đây là cái đế của nó này. Đế điếc của nó rất là ngon luôn. Đây em cắm thử điện cho bác xem này. Hàng này sử dụng điện 220V nhá. Đây, bật lên là nó có đèn báo nhá, có đèn báo trắng này các bác này. Đấy, đèn báo trắng đây. Có đèn LED báo trắng này các bác thấy không? Nó rất là rõ luôn. Đó, và đây thì nó sẽ dung tích của con này thì nó sẽ là mắc của nó là 1.7 lít nhá, hàng bằng thủy tinh nhá. Đấy, hàng bằng thủy tinh như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là an toàn luôn, đun nóng đun niếc cực kỳ an toàn luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Đức nhá. Giá của nó sẽ là 360.000. Đây. 360.000 cho con ấm siêu tốc Đức như này, ấm siêu tốc Đức 360.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc bằng inox nhá. Đấy, ấm siêu tốc bằng inox. Con này thì nó cũng là hàng của Đức và nó sẽ là hàng bằng inox như này. Cho nên là em để tránh nhầm tên thì em lên cho các bác đó sẽ là ấm siêu tốc inox nhá. Ấm siêu tốc bằng inox này. Con này thì giá sẽ là 450.000 nhá. 450.000 cho con ấm siêu tốc inox như này. Đây, nắp của nó này.
Đấy, nắp niếc của nó rất là ngon luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lẫy gạt này, lẫy gạt thế này. Có báo nước ở đây nhá, có báo nước ở đây. Đấy, dung tích của nó thì mắc của nó cũng là 1,7 lít luôn. Mắc của nó là 1,7 lít. Hàng thì cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá, hàng dày dẫn chắc chắn bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc inox nhá, ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000. Đó. Con này thì các bác lên cho em đó là ấm siêu tốc inox này, giá sẽ là 450.000 nhá. Ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay sinh tố này. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít. Đấy. Cối xay inox 2 lít này. Đấy, con này cối của nó là 2 lít. Cối của nó là 2 lít và cái lưỡi này của nó là 4 lưỡi kép như này, 4 lưỡi kép như này. Đấy, cối 2 lít, 4 lưỡi kép. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Máy cực kỳ là khỏe nhá, và nó sẽ có cho các bác là hai công tắc nhá. Đấy, hai công tắc thì nó sẽ có số 1 và số 2. Đấy các bác này. Đấy, số 1, số 2 đây. Đây em bật cho các bác xem. Đấy. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Lên mã giúp em đó là cối xay inox nhá, cối xay inox 2 lít. Cối xay inox 2 lít thì con này nó sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Đấy. Lên cho em là cối xay 2 lít, con này sẽ là 150.000 nhá, 2 lít cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác con máy xay Osaka nhá, máy xay Osaka. Con này thì thân của nó bằng nhựa và vỏ của nó cũng cái khay đựng của nó cũng bằng nhựa luôn. Đó. Và có gioăng giếc các thứ cẩn thận như này. Đó. Giá thì con này giá rất hợp lý cho bác luôn, giá chỉ có 145.000 thôi, 145.000 cho con này. Thì các bác có thể dùng con inox hoặc là nếu các bác dùng nhỏ gọn thì dùng con này chứ. Đấy. Nếu dùng thích nhỏ gọn thì dùng con này. Osaka Japan, hàng của Nhật nhá. Sử dụng điện 220V, dung tích của con này thì nó sẽ là 700ml. Đấy, 700ml các bác nhá. Đó. Con này thì 700ml thôi, còn con inox của nó là 2 lít. Con này thì giá sẽ là 145.000. Tiếp theo thì em lên cho bác một số các cái mã. Đầu tiên nó sẽ là một cái nồi lẩu Osaka nhá. Nồi lẩu Osaka. Giá sẽ là 390.000. 390.000 cho một con nồi lẩu Osaka như này. Đấy, đây nó sẽ là kính cường lực này. Đây là cái con nguồn của nó này. Và nó sẽ có cho các bác là một cái khay hấp như này nhá, một khay hấp như này. Đấy, đây là các cái phụ kiện đi kèm đây. Các phụ kiện đi kèm về nhà các bác lắp ráp vào cho em. Con này thì ngoài ăn lẩu thì các bác có thể dùng có chống dính luôn. Có chống dính rất là ngon nhá. Các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu các kiểu con này đều được hết nhá. Đấy, chiên rán xào nấu các kiểu con này đều được hết luôn. Đó. Hàng của thương hiệu Osaka. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một con máy xay con nồi lẩu Osaka như này, giá của nó sẽ là 390.000 nhá. Đấy, vung kính cường lực luôn, nguồn nhiếc của nó ngon lành luôn. Lên mã giúp em là lẩu Osaka, giá sẽ là 390.000. 390.000 cho em nồi lẩu Osaka như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng nhá, nồi lẩu 2 tầng. Con này thì giá sẽ là 230.000. Đấy, nó sẽ có 2 tầng như này. Khi các bác ăn lẩu bình thường thì các bác dùng như này cho em. Đấy, cáp nguồn của nó đây, cáp nguồn của nó đây. Đó, một con nồi lẩu 2 tầng như này, tráng đá chống dính. Ngoài các bác dùng để chiên, rán, xào, nấu, để ăn lẩu, ăn liếc đều ok hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình hấp xôi này. Đấy, hấp xôi, hấp gà, hấp cá này. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho nước xuống dưới, sau đó thì mình đun như bình thường là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 nhá. Lên mã giúp cho em là nồi lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230.000. Tiếp theo chuyên mục lẩu thì bên shop còn một con nồi lẩu mini nữa. Con này rất là tiện dành cho các bác ở phòng trọ này, hoặc là các bác nào muốn ăn đồ ăn nóng này. Đấy, đồ ăn nóng sốt, dung tích của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1 lít các bạn. Đấy, vào khoảng từ 800 đến 1 lít. Con này thì siêu tiện dụng luôn nhá. Đấy, cũng có cả khay hấp có số 1, 2 như này. Ưu điểm của con này thì các bác chỉ cần là cắm cáp nguồn vào cho em. Đấy, cho nước vào đây. Cũng có chiên rán xào nấu được hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng khay hấp, khay nhiếc cũng rất là ngon. Đặc biệt là bác nào ở phòng trọ này hay ăn mì này hoặc là ăn lẩu ăn nhiếc thì dùng con này rất là ok. Đặc biệt là mùa đông mà các bác muốn ăn canh nóng thì các bác cho vào đây cho em. Đấy, hai vợ chồng có tí dưa chua hoặc là tí cà chua sốt, các bác cho vào đây ăn rau sống rất là ngon luôn. Nhỏ gọn, tiện dụng, bền đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 100. Các bác lên cho em là nồi lẩu mini, giá sẽ là 150.000 nhá. Nồi lẩu mini, giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi kho cá nhá. Nồi kho cá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, của thương hiệu Matika. Matika, hàng của Nhật. Nó sẽ có cho các bác là nấc số 1, số 2, số 3 đây. Nhanh, chậm, tự động các kiểu con này điểu luôn. Và con này nồi kho cá thì nó sẽ là nồi nóng chậm nhá. Nóng chậm. Ví dụ các bác cho cá, cho dưa, cho
đồ nấu, đồ chiên, đồ kho vào đây thì các bác cứ cắm cho em là qua đêm này, hoặc là cắm từ sáng đến tối thì mới ăn được các bác nhé. Đấy, hàng này thì bên em bảo hành lỗi một đổi một cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là nồi kho cá. Đấy, con này thì nó sẽ là đây 220V 50Hz, 235W và 2,5 lít nhá, 2,5 lít. Đó, rất tiện dụng đây, thông số rõ ràng luôn. Tiếp theo là bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái con bếp từ nhá, bếp từ hàng của thương hiệu Philips nhá. Bếp từ hàng của thương hiệu Philips này. Đấy, đây. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, hàng thương hiệu Philips sản xuất ở Thái Lan. Độ dày của nó thì sẽ là 5 ly nhá, độ dày của nó là 5 ly. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40 và chiều ngang thì hơn 30. Khoảng 30 nhá. Của nó là bên trong đều bằng đồng hết này, đồng đỏ au như này. Đấy, và có tặng kèm 300 có tặng kèm một cái nồi như này các bác nhá. Có tặng kèm một cái nồi như này thì rất là ngon lành cho bác luôn. Đó. Có tặng kèm một cái nồi như này. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bếp từ Philips nhá. Bếp từ Philips giá thì sẽ là 350.000 cho con bếp từ Philips như này nhá. Đây cho em là bếp từ Philips giá sẽ là 350.000. Đó, rất hợp lý. Có tặng kèm một cái nồi nhá. Cái này là hàng tặng kèm thôi, khi các bác nhận hàng có thể nó bị bóp méo thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Đấy, nó rất là mỏng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini giá thì sẽ là 270.000 cho một con nồi cơm mini này, con này rất tiện dụng luôn. Đấy, các bác dùng ví dụ như nhà gia đình có ít người này. Đấy, gia đình có 2 người. Đấy, hai người hai ông bà thì dùng cho em cái nồi cơm mini này rất là tiện luôn. Hàng của Nhật, của thương hiệu Chigo. Đấy, Chigo của Nhật này. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, có chống dính các thứ đàng hoàng, rất dày dẫn nha, mâm miếc ngon nhá. Con này thì các bác bắt buộc là mình phải bê nhá, chứ nó không ấy được, nó không có quai sách đâu. Nó rất là nhỏ gọn nên là các bác dùng thì mình bê như này cho em này. Bê này cho em. Hàng thương hiệu Chigo. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Giá thì sẽ là 270.000 cho một nồi cơm mini như này. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác các sản phẩm, đó là cái nồi cơm sáp nhá. Nồi cơm sáp, hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây. Nồi cơm sáp của Nhật này, con này hàng nguyên đai nguyên kiện nhá, cực kỳ là ngon luôn. Đó, mâm dày dẫn chắc chắn. Giá sẽ là 500.000. 500.000 cho một con nồi cơm sáp thế này các bác ơi. Nồi cơm sáp 500.000 bên em bao ship. Mâm miếc của nó cực kỳ dày luôn nhá. Mâm của nó cực kỳ dày luôn. Mâm dày, nồi đế dày nhá, cáp kiếc các thứ đàng hoàng này. Đấy. Mâm dày, nồi đế dày. Giá sẽ là 500.000 nhá. 500.000 cho một con nồi sáp như này. Đấy, 500k cho một con nồi sáp như này nhá. Con này thì cực kỳ tiện ích luôn. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Và mâm của nó là nồi của nó là thuộc cái dạng là nồi nồi đất nhá, nồi đất ôm vòng như này. Đấy, nồi niêu đất ôm vòng như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là đã các bạn. Đấy, rất là đã luôn. Nó ôm vòng tròn như này thì khi các bác sử dụng thì khá là tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, nó giữ nhiệt tốt nhá. Đấy, nó sẽ thuộc dạng niêu đất, giống như kiểu niêu đất ấy. Nó ôm giữ nhiệt tốt. Quai sách này thì không sợ bị gãy bị bong nhá. Quai sách này không sợ bị gãy bị bong. Đấy, nồi của thương hiệu Sáp. Nó là dòng nồi cơ cho nên là dùng nó rất là an toàn và tiện ích nhá. Các bác chỉ cần nhấp này cho em là xong này. Đấy. Nấu cơm ngon nhá, nấu cơm ngon. Lên cho em là nồi cơm Sáp, giá sẽ là 500.000. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kẹo của Hàn Quốc này. Đấy, kẹo của Hàn Quốc này. Đấy, các bác lên nha, em là kẹo Hàn Quốc nhá. Kẹo Hàn Quốc như này. Đấy. Một gói này thì dung tích của nó sẽ là dung tích của nó thì hàng này thì của tập đoàn Samsung này, của tập đoàn Samsung. Đấy, nó kết hợp với các cái thương hiệu khác để nó sản xuất nhá. Đấy. Hạn sử dụng thì đến năm 2026 luôn. Hàng của Hàn Quốc chuẩn xịn luôn này. Đấy, cây sâm đây, made in Korea nhá, made in Korea. Các bác lên cho em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá, kẹo sâm Hàn Quốc. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên mã giúp em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một gói kẹo như này. Đấy, 90.000 cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc như này. Dung tích của nó sẽ là 500g này, 500g. Đấy, lượng calo của nó thì tới là 1.967 calo. Hàng này thì ví dụ các bác đi tàu đi xe này, hoặc là các bác mệt mỏi thì mình chỉ cần là ăn 1-2 chiếc là mình sẽ tỉnh táo luôn. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng luôn, hàng sách tay của Hàn Quốc nhá. Made in Korea. Lên cho em là kẹo sâm Hàn Quốc, giá sẽ là 90.000 cho một gói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái trà sâm nhá. Trà sâm cũng của Hàn Quốc luôn, hàng made in Korea của Hàn Quốc đây. Đấy, một hộp này của nó thì nó sẽ là 100 gói các bạn, một hộp này 100 gói luôn. Trà sâm Hàn Quốc này. Đây,
hàng made in Korea nhá. Một hộp này là 100 gói cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, hộp này là 100 gói như này. Hàng made in Korea này. Đấy, nguyên tem nguyên kiện đây, made in Korea này. Một hộp 100 gói luôn, hộp 100 gói như này. Đấy, hàng thì được chiết xuất từ sâm tự nhiên nhá. Hàng chiết xuất từ sâm tự nhiên, cực kỳ thơm luôn. Đấy, uống vào thì rất là tỉnh táo nhá. Uống vào rất tỉnh táo luôn. Đây các bác này. Đấy, sâm tự nhiên này các bác này. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu nhá. Giá thì sẽ là 240.000 nhá. 240.000 cho một cái hộp hộp như này, bao gồm cho các bác là 100 gói luôn. Hộp này bao gồm 100 gói, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy, một hộp là 100 gói. Lên mã giúp cho em đó là lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá, trà sâm. Đấy. Trà sâm này, giá của nó sẽ là 240k một hộp như này, bao gồm 100 gói, hàng của Hàn Quốc nhá, made in Korea. Đấy, made in Korea. Đấy. Đấy, được chiết xuất từ sâm tự nhiên các bác này. Chiết xuất từ sâm tự nhiên luôn. Cái này các bác có thể dùng để mình ăn trực tiếp này, hoặc là các bác pha ra nước uống, rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 240.000. Em Phạm Huấn gửi lời chào các bác nhé. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhé. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra của ship và cân nhắc trước khi mua hàng, đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi nhé. Đừng quên cho em xin một nút like nhé. Các bác yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, đăng ký chia sẻ kênh nhé. Các bác có thể chia sẻ lên Zalo, TikTok, Viber, Facebook để cho nhiều khán giả biết hơn, biết đến em hơn, cũng như là xem và mua các mặt hàng bên em, cũng như là các bác có thể là đăng ký kênh và chia sẻ kênh. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái mic dây, hàng của thương hiệu Tomahawa, hàng made in Japan nhá, made in Japan, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, made in Japan cho bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 nhá. 230.000 cho con mic như này. Đấy. 230.000 cho một con mic dây như này. Dây dài khoảng từ 4 đến 5 mét, hàng made in Japan, dây siêu mềm luôn. Dây lõi đồng siêu mềm nhá. Tất cả các đầu kết nối của nó đều rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Tiếng mic nha hay trầm ấm nhá. Lên mã giúp cho em đó là mic dây Nhật nhá. Mic dây Nhật giá sẽ là 230.000. Thêm hôm nọ nhớ. Lên mã giúp cho em đó là mic dây Nhật nhá. Mic dây Nhật này. Mic dây Nhật giá sẽ là 230.000. 230k và bao ship nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là mic dây của Mỹ nhá. Mic dây của Mỹ như này. Đấy. Hàng cũng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Nguyên cái khâu đóng hộp của nó đã chất lượng rồi. Hàng của thương hiệu JBL nhá. JBL. Đó. Các bác xem kênh thì đừng tiếc em một nút like nhá. Các bác nhấn like giúp cho em, nhấn like giúp cho em và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Đấy, các bác thấy cái mặt hàng em bán hay, chất lượng và ý nghĩa thì đừng quên cho em xin like nhá, xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Đó, đây các bác lắp vào cho em này, lắp vào cho em. Theo đúng cái phần khuyết này các bác lắp vào cho em này. Đó. Con này thì cực kỳ chất luôn. Đó. Thân của nó đều là bằng thép hết nhá, thân bằng thép hết. Dây thì cũng giống dây của thằng mic Nhật thôi. Đấy, cũng dài khoảng từ 4 đến 5 mét và cũng là hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Đó. Con này thì nó sẽ là hàng của Mỹ nhá, made in USA này, thương hiệu JBL. Chất mic thì cực kỳ là hay luôn, hay trầm ấm nhá. Hàng nguyên cái hộp đóng gói của nó đã xịn sò rồi. Lên mã giúp cho em đó là mic dây của Mỹ nhá, mic dây của Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000 các bác nhá, 280.000. Và bên em cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên cho em là mic dây Mỹ này, đó, mic dây Mỹ, giá sẽ là 280k nhá, 280.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái quạt tích điện nhá, quạt tích điện xanh. Con này giá sẽ là 55.000 thôi, cực kỳ hạt rẻ luôn. Nhà bác nào cũng nên mua 1 đến 2 cái. Đấy, nhà có người già trẻ con mua 1 2 cái. Con này thì thời gian chạy của nó sẽ là từ 3 đến 5 tiếng tùy theo độ sạc pin nhá. Nó sẽ có sẵn pin bên trong luôn. Các bác chỉ cần bật cho em là xong. Nó sẽ có 3 cấp độ gió nhá. 1 2 3 cấp độ gió tất cả. Đây, có 3 cấp độ gió 3 số này các bác này. Đó. Nói chung là độ mát của nó thì bằng pin thì nó vừa phải thôi. Con này thì nó linh hoạt nhá, có thể kéo cao khoảng tầm 40cm và cũng có thể gấp gọn như này. Đấy, các bác có thể để trên bàn làm việc này, mang đi học, đi du lịch, đi làm, đi chơi đều ok hết nhá. Ưu điểm của nó là chạy bằng pin. Đó, cho nên nó rất tiện ích và có cáp sạc đi kèm. Có cáp sạc đi kèm cho bác luôn. Giá thì sẽ là 55k nhá. Quạt xanh tích điện nhá. Quạt xanh, tên cho em là quạt xanh nhá. Quạt xanh đúng không? 55k cho một con quạt xanh tích điện như này, 55.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con thổi bụi chạy bằng điện nhé. Con này giá sẽ là 260.000. Đấy, vừa hút vừa thổi luôn. Công suất của nó thì cực kỳ là khỏe luôn.
vừa hút vừa thổi nhá. Nhà bác nào hay có lá lẩu này, hoặc là làm thợ làm nghề, hoặc là các bác mua để dọn sân vườn cũng rất là ok luôn. Đấy, công suất của nó rất là khỏe. Thì giá sẽ là 260k nhá. Lên thì em là thổi bụi điện nhá, hút thổi bụi điện 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ấm đun nước nhá, ấm đun nước. Con này thì dung tích của nó sẽ là, hàng này thì xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, dung tích của nó là 3,5 lít nhá, 3,5 lít. Con này thì nó sẽ là đun được hết các loại bếp luôn nhá, đun được hết các loại bếp luôn. Đây, lẫy của nó đây các bác này. Đấy, các bác mở cái lẫy này ra cho em này. Đấy, hàng của hãng thì các bác biết rồi. Hàng của hãng thì các bác biết rồi, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, hàng cực kỳ chất lượng nhá. Đấy, ấm của Đức, hàng của thương hiệu Kaisavilla này, Kaisavilla hàng của Đức này. Nắp của nó đây các bác này. Đấy. Giá thì các bác lên cho em là cười. Các bác lên cho em là ấm đun nước nhá. Bao nhiêu đây? Ấm đun nước à? Ấm đun nước nhá. Bếp từ bếp giữa các thứ đun được hết 430k. Đây, nó đun được 1 2 3 4 5 6 loại bếp luôn nhá. 6 loại bếp luôn. 1 2 3 4 5 6 loại bếp, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp halogen, bếp ga. Đấy. Lẫy của nó này, rất chất luôn nhá. Các bác mà rót nước vào, các bác mà ngại mở cái nắp này ấy, thì các bác cho trực tiếp vào vòi này cho em. Vòi này nó rất là to. Đấy, nó phải vào khoảng là đường kính là khoảng là 3 cm nhá. Đấy, thì các bác nhả trực tiếp vào vòi cũng được. Hoặc là các bác mở nắp này, nắp cũng rất là chất luôn. Hàng bằng inox 304 nhá. Dùng con này đun cũng rất là nhanh. Nhà có khách mà các bác ngại cắm ấm siêu tốc thì các bác chỉ cần bật bếp từ lên đặt vào cho em là xong. Đấy, lên cho em là ấm đun nước, giá sẽ là 430.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là một cái bộ dao sói đây. Bộ dao sói đây là một cái bộ dao giá sinh viên. Hàng của Nhật nhưng mà giá rất là sinh viên. Bộ này của nó hàng của Nhật nhá, Japan đây. Bộ sẽ bao gồm cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là bộ dao sói đúng không? Bộ dao sói nhá, giá sẽ là 100.000. Đợt này về cho các bác giá còn tốt hơn nữa luôn. Giá chỉ còn cho các bác là 80.000 cho một cái bộ dao sói như này. Bao gồm cho các bác là 3 dao, một cái nạo và một cái gắp bát đĩa này, gắp bát đĩa. Đấy, thì cái này nó là khi mà các bác đồ nóng hay là các bác đưa vào kẹp bát kẹp đĩa vào đây. Đấy, thì nó rất là tiện nhá. Đây thì em sẽ mô phỏng cái gắp bát đĩa này cho các bác xem. Đây nhá, ví dụ như đây là một cái cân này, cái cân mà nó cũng là như cái miệng đĩa, các bác đưa vào các bác gắp lên này. Đấy, gắp lên này cho em này. Đấy. Gắp lên như này. Đấy, hoặc các bác có thể kẹp lên như này. Nó sẽ có mấy cái lẫy này cơ. Thì các bác dùng cái lẫy nào được. Đấy, nó rất là tiện nhá. Cái này nó hơi nặng thì nó mỏng nên nó khó kẹp thôi, chứ còn bình thường nếu các bác dùng nó cũng rất là dễ dùng thôi. Đó đây. Ví dụ như cái này, đấy các bác đưa vào đây. Đưa vào mình kẹp lên cho em. Đấy, kẹp lên cho em. Nó rất là nhiều cách để mình kẹp nhá. Các bác có thể kẹp ngược hoặc kẹp xuôi như này, tùy theo nhá. Đấy, để kẹp cái này thì đây, đấy nó sẽ là kẹp như này các bác này. Đấy, đây ví dụ đây là cái đĩa này. Đấy, hoặc cái bát này, các bác kẹp này cho em. Đó. Đấy, chức năng của con này là như thế các bác nhá. Thì giá sẽ là 80k thôi. Lên cho em là bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Giá sẽ là 80k. Đấy, bộ dao sói này. Bộ dao sói. Bộ dao sói giá sẽ là 80k nhá. Dao giá sinh viên luôn, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái viên giặt xả nhá. Viên giặt xả và tẩy luôn, tẩy giặt xả 5 trong 1 như này nhá, 5 trong 1 như này. Đấy. Đây. Giặt xả này, tẩy trắng này rồi lưu hương thơm này, 5 trong 1 luôn. Giá sẽ là hả? 55.000 thôi. 55.000 cho một hộp như này, mà hộp này của nó là lên tới tầm hình như tầm 40 gói luôn. 40 gói tức là giặt được 40 lần nhá. Đấy, lên cho em là viên giặt xả 5 trong 1, giá sẽ là 55k cho một bịch như này. 55.000 mà được 40 viên. 40 viên và mỗi lần giặt thì lượng quần áo của nó sẽ là được khoảng từ trên dưới 3 đến 5 cân nhá. 3 đến 5 cân. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. Giặt vừa sạch vừa thơm vừa tiện luôn nhá. Vừa sạch vừa thơm vừa tiện. Giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã đó là cái đất sét dẻo nhá, đất sét dẻo đấy, xi măng dẻo đó, giá sẽ là 20.000 một gói xi măng dẻo như này nhá. Xi măng dẻo 20.000 một gói, 20k cho một gói xi măng dẻo như này. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Một gói này của nó thì nó sẽ trong lòng bàn tay như này các bạn, trong lòng bàn tay như này. Thì về nhà các bác sẽ đấy. Keo xi măng bị lỗ hổng này. Cái hay ở đây là lỗ hình dạng như nào cũng bình được hết. Trước khi sử dụng nó mềm như đất sét, sau khi khô nó chắc như xi măng. Cục keo này trồng tâm nước ngăn côn trùng, kiến gián chuột chui vào nhà. Bịt cái lỗ ống nước thải bị hở thì hết mùi hôi luôn. Bác nào cần thì bấm vào giỏ hàng mà vào bên trái cho em. Và đây
cũng là cao pháp sư Trung Hoa lại nghĩ ra cái cục keo xi măng để bị lỗ hổng hình dạng. Cái hay ở đây là lỗ hình dạng như nào cũng bịt được hết. Trước khi sử dụng nó mềm như đất sét, sau khi khô nó chắc như xi măng. Cục keo này chống thấm nước, ngăn côn trùng, kiến rán chuột chui về nhà. Bịt cái lỗ ống nước thải bị hở thì hết mùi hôi luôn. Đấy, rất tiện ích nha, giá chỉ 20k thôi, lên cho em là xi măng xi măng dẻo nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước rút này, thước rút, thước móc khóa nhá, dài là 2m, dài là 2m thế này. Có lò xo giật rất là tốt luôn, và dòng này của nó sẽ là dòng xoắn nhá. Dòng xoắn cực đại được luôn. Đấy, rất là tiện, các bác không sợ bị gãy này. Đấy, rất là ngon lành luôn. Lên cho em là thước móc khóa, giá thì sẽ là 50k nhá. Sẽ có cho các bác là màu vàng gold rất là đẹp luôn. Thước móc khóa 50.000. Đấy, màu vàng, có hai màu vàng và màu đồng như này. Nói chung là cái này thì cũng không quan trọng màu đâu. Màu vàng màu đồng như này nhá. Đấy, màu vàng màu đồng như này. Giá sẽ là 50k một chiếc, thước móc khóa nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cút nối nhá. Cút nối à? Cút nối điện này. 10.000 một cái nhá. Đấy, các bác chỉ cần là ật cái này lên cho em, sau đó thì đút hai cái dây điện vào đây, sau đó thì mình ật xuống cho em là xong. 75.000 một chục và giá lẻ sẽ là 10.000 một chiếc nhá. 10.000 một chiếc. Đó. 75.000 một chục, 10.000 một cái các bác. Đấy, 75.000 một chục, 10.000 một cái cho em. Đó. Cút nối điện rất tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn sông tinh dầu đuổi muỗi, giá sẽ là 120.000. Đấy, combo cho bác là 4 lọ sông tinh dầu và một con đèn như này. Một con đèn như này thì các bác về các bác xoáy cái nắp trắng này ra này. Đấy, sau đó thì xoáy cái lọ sông tinh dầu này vào cho em. Đấy, sau đó thì mình cắm vào. Diệt đuổi muỗi rất là tốt luôn. Giá sẽ là 120k nhá, 120k. Đèn sông tinh dầu đuổi muỗi combo cho các bác luôn, một đèn và 4 lọ tinh dầu, có công tắc như này, rất là tiện. Các bác cứ bật cho em những ngày đầu thì các bác bật cho em khoảng 3 ngày liên tục, còn những ngày sau thì cứ từ 4 giờ chiều là các bác bật cho em đến đi lúc nào đi ngủ mình tắt đi. Mua combo cho các bác 120.000 như này dùng cho em cả năm luôn. Đấy, mỗi lọ này dùng cho em là 3 tháng, 4 lọ là dùng 1 năm. Ngày nào cũng bật cho em đều, muỗi hết sạch luôn, nhà không còn một con muỗi nào luôn nhá. Đấy, lên cho em là đèn sông tinh dầu muỗi 120k, rất rẻ luôn. Các bác mua như này là tính ra là vào 30.000 một lọ tinh dầu, không mất tiền đèn. Đấy, hàng thì hàng của Nhật, cực kỳ chất lượng cho bác luôn nhá, chất lượng cho bác luôn. Đó. Yên tâm cho người già, trẻ em nhá. Đấy, diệt các loại muỗi luôn, các loại muỗi luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái này nó là cái tựa lưng nhá, tựa lưng. Giá sẽ là 50.000 à. 50k cho một cái bộ tựa lưng như này, 50k thôi. Con này thì chuyên trị cho các bác bị đau mỏi xương khớp, đau mỏi đốt sống lưng, đốt sống cổ. Cái này nó là dòng công thái học nhá. Đấy, công thái học, cho nên là khi các bác sử dụng thì nó khá là tốt luôn, khá là tốt và tiện ích luôn. Đây, combo sẽ bao gồm cho các bác là một cái đế như này và một cái này. Thì các bác có thể cho là 1, 2, 3, 4 cấp độ thì các bác có cho từ cho em là từ nhỏ đến lớn. Đấy, sau đó thì các bác nằm lên cho em nhá, nằm lên cho em. Đó, giá chỉ có 50 cành thôi. Chuyên trị đau mỏi xương khớp này, giúp cho các bác là cột sống, đốt sống lưng, đốt sống cổ nó sẽ linh hoạt hơn. Đây, chuyên trị đau mỏi, giúp cho các bác là đốt sống lưng, đốt sống cổ nó sẽ rất là linh hoạt nhé. Đấy, rất là linh hoạt luôn. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành mà các bác đi mổ xương, mổ khớp là mất 150 triệu đến 500 triệu nhé. Đấy, đốt sống lưng, đốt sống cổ bây giờ đi mổ là rất mất rất nhiều tiền. Động đến xương khớp là mất rất nhiều tiền nhé. Cho nên là các bác nên sử dụng cái này là cái gì? Cái gì lưng nhỉ? Tựa lưng nhá, tựa lưng cho em. Giá sẽ là 50.000. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Đấy, các bác đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Thì các bác xem kênh mà yêu quý em nhá, yêu quý em thì cho em xin một nút like. Đấy, đừng quên cho em xin một nút like nhá. Đấy, nút like và một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Rồi, chào tạm biệt các bác. Hello, chào các bác xem kênh thì yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, các bác có thể cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Đấy, bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để đón nhận các cái video của bên em đăng tải lên, và cũng như là cập nhật các cái mã hàng cũng như là mã giảm giá bên em. Đó, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy, các bác yêu quý em thì nhớ cho em xin một nút like nhá, một nút like và đăng ký kênh và chia sẻ kênh lên các cái nền tảng để nhiều người biết tới kênh hơn. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đài FM nhá. Đài FM thì các bác có thể dò tần sóng ở đây các bác này. Đấy. Xa vào vùng lãnh thổ nhận đầu tư. Trong đó, đang đầu với 54,6 triệu USD.
Đấy, thì các bác có thể dò các cái tần sóng ở đây, nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, rất là nhiều đài nhá. Đấy, băng tần của nó rộng, FM này rồi SQAT này rồi AM đầy đủ cho các bác luôn. Các bác có thể dò đây. Để các bác nghe. Đấy. Tiếng của nó rất là rõ luôn. Cho bản thân. Câu ngữ luận văn học ở phần làm văn chiếm gần được số điểm. Vì vậy cô Loan lưu ý thí sinh tuần sau 4 ngày hoàn thành. Theo cô để làm tốt phần này. Ở đây thì cái này nó sẽ là chỉnh dung lượng không nhá. Ở đây là chỉnh dung lượng này. À chỉnh volume này, vừa là công tắc này, công tắc tắt đi bật lên, vừa chỉnh volume luôn. Đấy, còn ở đây thì nó sẽ là các bác dò tần sóng này. Và con này ngoài chức năng là đài FM thì các bác có thể nghe MP3, nghe loa Bluetooth cũng rất là hay luôn nhá. Đấy thì cái chức năng Bluetooth này em giới thiệu thêm thôi. Còn em bán thì chủ yếu đài FM và đồng hồ đây. Nó sẽ có sẵn đồng hồ, các bác tháo cái nút gạt này ra để mình sử dụng cho cái đồng hồ này. Đây đồng hồ đang chạy các bác này. Đó. Đây có đồng hồ, có điều chỉnh đồng hồ đây các bác này. Đấy có điều chỉnh đồng hồ đằng sau luôn. Đấy giá sẽ là 260.000 con đài FM như này. Tiếp theo thì bên số về cho bác cái sản phẩm, nó là cái bộ vít V46 nhá, V46. Bộ này thì nó sẽ là một cái bộ vít và trên 40 chi tiết các bác. Đấy, bộ này sẽ là trên 40 chi tiết. Đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 100. Các bác lên cho em là bộ V46 này. Các bác lên cho em là bộ V46 nhá, 130.000 cho một bộ này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là một tay công và một tay vít, rồi tay xoáy ngang, tay nối dài, rất là nhiều tay luôn. Đấy các cái loại tay như này để các bác về các bác sử dụng này. Đấy con này thì có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn nhá. Có xoáy nhanh, có đảo chiều các kiểu con đại điểu luôn. Đó. Xoáy nhanh, đảo chiều các kiểu con đại điểu luôn. Đấy, tay vít này. Đấy tay vít này. Đấy tay vít rất là ngon luôn nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là tay ngoắt nghéo này, tay ngắt nghéo này. Đấy rồi tay công này. Và nó sẽ có cho các bác là trên 20 đầu vít như này. To nhỏ lớn bé lục giác ba khe đầy đủ luôn. 130.000 nhá. 130.000 cái bộ vít này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy lên cho em là V46 nhá. V46 130k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, nó là cái hộp 5 mũi khoan đa năng đen này. 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan đa năng đen như này. Đấy mũi của nó là mũi khế, các bác có thể dùng được tất cả các loại vít luôn. Đấy tất cả các bề mặt gỗ, sắt, thép các thứ đều được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. 100.000 các bác nhá. Giá thanh lý cho bác, giá cực tốt luôn. 100k cho một cái bộ 5 mũi khoan đa năng đen như này, tính ra vào chỉ có 20.000 một mũi thôi nhá. 20.000 một mũi thôi. 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái kìm cộng lực nhá. Đây các bác đẩy đi này cho em này, đẩy này cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là kéo cắt tôn cộng lực nhá. Giá sẽ là 160.000 cho một con kéo cắt tôn cộng lực như này. Hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, nó nghiêng 45 độ các bác. Đấy, con này thì nó sẽ là nghiêng 45 độ thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Nghiêng 45 độ thì con này lên cho em là kéo cắt tôn cộng lực nhá, giá sẽ là 160k. 160.000 cho con kéo cắt tôn cộng lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ chuyên chén ngọc xanh như này nhá. Bộ chuyên chén ngọc xanh như này. Đấy, một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 6 chén và một chuyên như này nhá, 6 chén và một chuyên. Đấy, 6 chén và một chuyên như này. Chuyên này của nó thì nó sẽ là chuyên dạng chuyên thấp vừa phải này thôi, trong lòng bàn tay này thôi. Các bác có thể dùng để mua để cho biếu tặng làm quà, hoặc là các bác dùng để mình hãm trà, pha trà uống rất là ok luôn. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 6 chén ngọc như này, 6 chén ngọc và một chuyên nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 80.000 thôi các bác nhá. 80.000 cho mấy cái bộ 6 chén ngọc kèm chuyên như này nhá. Giá chỉ có 80k. Giá thanh lý cực kỳ tốt cho các bác luôn, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái giá dắt dao nhá. Giá dắt dao. Con này thì cái này là các bác lên cho em là giá dắt. À kệ con này thì các bác lên cho em là giá dao dao đũa nhá. Đấy, lên cho em là kệ dao đũa nhá. Kệ cái này thì các bác vừa để được dao vừa được đũa luôn. Đây, dao đũa để vào bình thường. Giá thì chỉ có 150k thôi, 150.000. Chất liệu bằng inox 304, có nắp ở đằng sau này. Đấy, có nắp đằng sau này các bác nhá. Đấy, có nắp dít này để các bác xả nước này, hoặc là tháo ra mình vệ sinh này. Còn nước thì các bác chỉ cần nghiêng đi là nó đã chảy rồi, nghiêng đi nó chảy rồi nhá. Ở đây thì 1 2 3 4 con dao này, một cái liếc, một cái kéo này, và các bác dắt đũa vào đây. Đấy. Các bác lên cho em là giá dao đũa nhá, giá dao đũa này. Đấy, hoặc là kệ dao đũa. Kệ dao đũa. Giá sẽ là 150.000, 150.000 cái kệ dao đũa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái túi rác nhá. Đấy, túi đựng rác. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng túi cực kỳ là thông minh luôn.
Một bịch này của nó là tới 100 100 túi luôn. Đấy, 100 chiếc luôn. Tha hồ thoải mái cho sử dụng nhá. Bịch này là 100 cái luôn. Thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy. 100 cái tức là các bác dùng 3 tháng với hết bịch này. Dùng 3 tháng với hết bịch này nhá. Một bịch này 100 chiếc luôn. Chất liệu túi bóng rất là dai. Các bác có thể dùng để mình đựng rác rồi nói chung là các kiểu đều được. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái dập đứt như này thì các bác giật ra cho em. Đấy các bác xé ra cho em này. Đấy xé ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lồng nó ra mình cho vào các cái thùng rác nhà mình, nó rất là tiện luôn. Nếu các bác dùng những cái túi bóng đen thì nó lại không đủ cái diện tích để mình sử dụng, nhưng mà con này thì rất là ngon luôn. Đấy, kích thước của nó là 40-45, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy, 45-50 thoải mái luôn. Các bác lột ra nhà cho em này. Đấy, sau đó thì mình lồng vào thùng rác này. Đấy, rất là to luôn nhá. Đấy, 45-50 rất là to luôn, lồng vào thùng rác này. Sau đó khi nào mà đi đổ thì các bác chỉ cần là giật cái quai này lên cho em. Đấy, giật cái quai này lên cho em. Sau đó thì mình xách đi thôi, không cần bẩn tay luôn. Đấy, hàng thì rất là dai luôn các bác, rất là dai luôn nhá, rất là dai luôn các bác. Đấy, túi bóng rất là mỏng như vậy, rất là dai các bác này. Đấy, lên mã giúp em là túi đựng rác nhá. Các bác lên cho em là túi rác nhá. Đấy, túi rác giá sẽ là 45k. Con này thì các bác mua 5 bên em sẽ tặng 1 nhá. Đấy, 45.000. 45.000 cho một bịch như này, 100 cái luôn, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân. Giá thì sẽ là 40k cho một bịch như này. 40k cho một bịch 50 miếng. Con này thì bên em cũng bán mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, chương trình tri ân khách hàng cứ mua 5 tặng 1, bao gồm là 50 gói thuốc này và 50 miếng dán như này, chuyên dùng để thải độc gan bàn chân và các cái khu vực nào mà các bác cần dán lên cũng rất là tốt luôn. Giá sẽ là 40k trên một bịch như này, mua 5 tặng 1 nhá, mua 5 tặng 1. Miếng dán thải độc chân rất tốt luôn. Đó, mua 5 tặng 1 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn 20 nhá, đèn 20. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 cho con đèn 20 này thôi. Chất liệu của nó thì bằng thép nhá, rất sáng luôn, rất sáng luôn. Có một viên pin 18650 pin của hãng và kèm cho các bác một cái cáp sạc cái này nhá, cáp sạc. Hàng rất tiện ích cho các bác luôn. Đấy, nhỏ gọn. Dài thì khoảng 20 cm. Lắp pin thì các bác lắp đúng chiều pin cho em nhá, lắp đúng chiều pin cho em để tránh nó không lên nhá. Đấy, các bác cứ lắp đúng chiều pin cho em là nó sẽ lên thôi. Đấy, lắp đúng chiều pin nhá, xoáy chặt vào. Sau đó thì các bác bật công tắc lên cho em. Đó, bật công tắc lên. Đây, đấy, bật công tắc lên. Nếu các bác xoáy mà chưa chặt thì nó sẽ không lên, hoặc là không đúng chiều thì các bác đảo chiều pin đi cho em. Lên cho em là đèn 20 nhá. Giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 110.000 cho con đèn 20 như này. Siêu sáng luôn. Đấy, siêu sáng luôn các bác thấy không? Đây, mình có thể zoom ra zoom vào này, rất là tiện luôn nhá. Đây em sẽ tắt điện em test cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy, sáng chưa? Các bác thấy không? Đây. Đấy, một con đèn này. Đấy, các bác có thể zoom lại này, sáng nhất, sáng rất sáng luôn nhá. Đây, pha của nó này. Đấy, các bác thấy chưa? Pha của nó rất là rọi luôn nhá, rất rọi luôn. Các bác có thể tùy chỉnh nhá. Chỉnh rất đơn giản này, các bác chỉ cần đẩy tay lên, đẩy tay xuống như này thôi là xong này. Đấy, rất sáng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20 nhá, rất sáng luôn. Và pha của nó rất là rộng thôi nhá, dùng rất là thích luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Pha thì siêu rọi luôn các bác nhá. Pha thì siêu rọi luôn, các bác thấy không? Có thể rọi xa hàng nghìn mét luôn các bác nhá. Đó, rồi ok. Hello chào các bác. Các bác xem kênh yêu quý em thì cho em xin một nút like nhá. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hãy xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Các bác đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé, để cập nhật các cái video bên em đăng tải lên. Đấy, mã sản phẩm đầu tiên bên em thanh lý cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop còn hai cái gối massage. Đấy, gối massage hàng 8B nhá. Con này thì dùng bình thường. Đấy, đơn giản là nó mất vỏ hộp thôi. Nó mất vỏ hộp thì bên em sẽ xả thanh lý cho các bác cái giá đó là 100.000 nhá. 100.000 cho một con gối massage như này. Đấy, nó chỉ mất vỏ hộp thôi các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là gối massage nhá. Đấy, gối massage giá nó sẽ là 100k. Còn bác nào lấy cái loại mà có cả vỏ hộp ngon lành thì nó sẽ là 170.000 nhá. 170.000 cho một con gối massage như này. Dòng gối massage 8B giá thanh lý nhá. Tiếp theo thì bên em có cái đó là cái dây cái này để các bác dán vào để các bác dẫn dây điện cho nó thẳng vào hàng và lối này. Đấy. Cái này các bác lên cho em là nẹp dây điện nhá. Nẹp dây điện thì em có 2 túi thôi. Mỗi túi này bán thanh lý cho các bác với giá đó là 20.000 cho một túi như này. Một túi này nó vào khoảng là vài chục cái nhá. Nó sẽ có cái miếng dán này, các bác bóc cái miếng dán này ra này. Đấy, bóc cái miếng dán này ra, sau đó thì các bác dán lên tường, dán lên tủ, tiếc các thứ đấy. Sau đó các bác nhét cái dây điện vào đây cho em. Nhét cái dây điện vào đây cho em nhá. Đấy.
lên mã giúp cho em là nẹp dây điện nhá. Đấy, em còn có hai túi thôi. Giá bán thanh lý cho bác với giá đó là 20k cho một túi nẹp dây điện như này nhá. Nẹp dây điện 20.000 một túi. Tiếp theo thì bên shop thanh lý cho các bác cái mã quạt phun xương này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng quạt phun xương như này. Đấy, con này bên em đang bán là 380.000. Đấy, riêng con này thì nó lỗi một chút là cái đấy, nó lỗi một chút là cái đấy, hai quạt chạy bình thường nhá. Đấy. Nó chỉ lỗi một chút là cái đèn của nó nhiều lúc nó có một con đèn led ở đây thì nhiều lúc nó lên nó không tắt nhá. Đấy, chứ còn là tất cả các chức năng hoạt động bình thường. Giá thì bên em thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là quạt phun xương. Đây, xương đang phun ra đây. Con này thanh lý cho bác với giá đó là 230.000 nhá. 230.000, yêu cầu các bác là chuyển khoản hết bên em mới gửi hàng các bác nhá. 230.000. Đó. Tiếp tục một số cái mã hàng mới bên em nhá. Đầu tiên thì sẽ về cho các bác sản phẩm đó là cái cần câu nhá. Cành này thì nó sẽ là 2m7 các bác. Cành câu 2m7. Con này thì hàng cực kỳ chất cho các bác luôn. Cành câu 2m7 các bác nhá. Đấy, có bao đựng đàng hoàng. Đây, 2m7 này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là cành câu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 120.000 cho con cành câu như này thôi. Giá 120.000 này, xoáy ra cho em này. Đấy. Đây, đấy đầu cành của nó đây. Rất ngon luôn các bác nhá. Chiều dài của nó sẽ là 2m7 các bác nhá. Đấy. Chiều dài của nó là 2m7 các bác này. Đấy, 2m7. Đây, con cành câu như này. Con này thì test cái độ mềm của nó thì rất tốt luôn các bác này. Đấy, test độ mềm của nó rất là tốt luôn. Đó. Rất là ngon nhá. Nhỏ nhẹ các bác dùng để câu các loại cá cơ bản thì rất là ok luôn nhá. Các loại cá cơ bản cho em rất là ok. Đó. Một con cần câu như này giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Đấy, các bác lên cho em là cành câu Nhật nhá, cành câu Nhật. Giá sẽ là 120k cho một con cành câu như này, 120.000. Hàng thì siêu chất lượng cho các bác luôn. Hàng chất lượng nhá. Giá thì rất hợp lý rồi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. 120.000 cho con cần câu như này thôi. Đó. Cái chiều dài cố định của nó thì nó sẽ là vào khoảng là đi 60 cm nhá. Chiều dài cố định của nó thì vào khoảng 60 cm rồi các bạn. Đấy, con này thì nói chung là dùng thì rất là sướng luôn. Đấy, rất sướng luôn. Đây. Đấy, nhỏ gọn tiện ích. Chất liệu của nó thì nó sẽ là từ sợi carbon nhá, làm từ sợi carbon cho nên là rất là bền đẹp chắc chắn luôn. Lên mã giúp cho em đó là cần câu nhá. Giá sẽ là 120.000 cho một con cần câu như này thôi. 120.000 cho con cần câu Nhật như này. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, bên em cũng về được có mấy chiếc thôi. Mấy chiếc thôi các bác nhá. Đấy, rất nhỏ gọn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái một cái mẫu sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là chuông báo trộm nhá. Chuông báo trộm, giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một cái bộ chuông báo trộm này thôi. 30.000 cho một bộ nhá. Nếu mà bác nào mà mua 5 bộ thì bên em sẽ tặng một. Đấy, 30.000 một bộ, mua 5 bộ tặng một này. Cái này thì nó sẽ sử dụng cái pin con thỏ nhỏ như này và bên em bán thì không kèm pin nhá. Về nhà bỏ cái đèn này vào cái chỗ của nó này, xong là lúc nào soạn thì nhặt trước đi. Không có vỏ không được. Một cái thôi. Ừ. Đây các bác lắp cho em cái pin con thỏ nhỏ này vào này. Đấy, đây. Đấy. Đấy, thì ở đây nó sẽ là có công tác đây. Các bác bật cho em có nút on, nút off nhá. On off đây, các bác bật lên cho em này. Đấy. Và khi mà các bác sử dụng thì các bác chỉ cần là bóc ra sau dán vào, xong đó là khớp hai cái mũi tên này vào cho em này. Đấy, khớp hai cái mũi tên này vào như này. Đấy, thì các bác để cho em ở hai cái cánh cửa này, cánh cửa, cánh cổng này có cái sự liên kết như này. Đấy, bỏ ra là nó sẽ hú này. Đấy, các bác thấy không? Còi của nó kêu rất là to luôn. Còi kêu rất là to luôn. Thì các bác cứ sử dụng ban đêm cho em. Ban ngày các bác tắt đi. Đấy, ban ngày khi mở cửa ra các bác tắt đi, ban đêm khi khóa cổng, khóa cửa vào thì các bác lại bật lên cho em. Đó. Và để vào như này. Đấy, khi đóng cửa vào là nó sẽ kết nối như này. Mở ra nó sẽ kêu. Đó, các bác thấy không? Kêu rất là to luôn. Thì con này rất là tiện ích nhá. 30.000 một chiếc và mua 5 tặng 1. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc nhá. Mua 5 tặng 1 các bác nhá. Đấy, có cái nút on ở đây. Đây các bác này. Đấy. Khi mà các bác đóng cửa vào nó sẽ như này, mở cửa ra nó sẽ kêu. Đấy, rất tiện ích luôn. Đó. Đấy các bác thấy không? Rất nhạy nhá, rất nhạy luôn và kêu rất là to luôn. Nhạy lắm các bác. Vừa nhạy vừa kêu to luôn thì nói chung là con này dùng thì siêu tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc thôi, giá siêu rẻ luôn. Đấy, các bác mua 5 thì bên em sẽ tặng 1. Đấy, nhà các bác nào nhiều cửa, nhiều cổng thì các bác lắp vào cho em. Đấy. Các bác lắp vào cánh cổng, cánh cửa, cánh tủ đều được hết nhá. Giá của nó sẽ là 30k. Đây em sẽ cho các bác xem một cái video thực tế nữa. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái con mũ ếch này, mũ ếch. Chất lượng của nó thì nó sẽ là chất liệu là bằng vải dù nhá, bằng vải dù như này. Đấy, nó sẽ là vải dù dạng vải kaki quân đội rất là đẹp luôn. Đường kim mũi chỉ này, rất sắc nét luôn. Đó, rất là đẹp như này.
lên mã giúp cho em, đó là mũ ếch nhá, mũ ếch. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là giá sẽ là 80.000 cho con mũ ếch như này nhá. Giá của nó sẽ là 80k. Hàng thì cực kỳ là đẹp cho các bác luôn, rất đẹp các bác. Đây, đấy, rất đẹp như này các bác này. Rất đẹp, chất liệu của nó này, đường kim mũi chỉ này, khuy đồng nhá, rất đẹp cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 80k cho con mũ ếch như này nhá. Lên cho là mũ ếch giá 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đồ nghề mini nhá. Chiều dài của nó thì vào khoảng 40 cm. Đấy, chiều dài khoảng 40 cm cũng khá là dài luôn. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 18-20 cm, chiều rộng thì vào khoảng là 15 cm. Đây, rất to rộng luôn. Có quai sách quai đeo như này thì các bác có thể dùng để mình đựng các cái đồ nghề như là dao búa kìm kéo này, hoặc là mang đi du lịch này. Đấy, mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi. Đấy, rất dày dặn chắc chắn nhá, có cả ngăn phụ bên ngoài nhá, có ngăn phụ bên ngoài cho các bác luôn. Đấy, rất dày dặn chắc chắn. Khóa thì nó sẽ là tay nắm bằng đồng như này, rất đẹp cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là túi đồ nghề mini, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một con túi đồ nghề mini nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đó, túi đồ nghề mini 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dòng túi này. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái dòng túi như này các bác này. Đấy, một cái dòng túi như này. Thì con này khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Túi rất là đẹp và tiện ích cho các bác luôn nhá. Đấy. Ở đây thì cái chiều cao của nó thì được vào khoảng là gần 30. Đấy. Chiều cao thì gần 30. Chiều rộng của nó thì cũng phải vào khoảng 15 và rất là nhiều ngăn luôn. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái con túi đa di năng luôn nhá. Đa di năng rất là rộng luôn. Đây các bác này. Đấy. Rất là rộng luôn và rất là nhiều ngăn luôn nhá. Đấy, rất nhiều ngăn như này. Đấy, đây các bác nhá. Đó. Rất nhiều ngăn luôn các bác này. Rất nhiều ngăn luôn. 1 ngăn này, 2 ngăn này, 3 ngăn này, 4 ngăn này, 5 ngăn nhá. Đấy, 5 ngăn cho các bác luôn. 5 ngăn thoải mái sử dụng này. 1 ngăn này, 2 ngăn này, 3 ngăn này, 4 ngăn này, 5 ngăn nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là 5 ngăn, 6 ngăn này. Đấy, 7 ngăn nhá. Lên cho em là túi 7 ngăn nhá. Đấy, túi 7 ngăn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một con túi 7 ngăn như này thôi, 100k nhá. Lên mã giúp cho em là túi 7 ngăn, hàng của Nhật nhá, quân đội Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, lên cho em là túi 7 ngăn nhá, túi 7 ngăn này. Túi 7 ngăn, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con túi 7 ngăn như này, giá sẽ là 100.000. Đây, hàng cực đẹp cho bác luôn. Chất liệu của nó thì nó là sẽ là vải xanh quân đội này, 1 ngăn này, 2 ngăn này, đấy, 3 ngăn này, 4 ngăn này, 5 ngăn và 2 ngăn bên hông nữa là 7 ngăn. To dài đẹp cho các bác luôn. Đấy, cái chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là 35. Đấy, chiều cao thì vào khoảng là gần 30. Đấy, và chiều rộng thì vào khoảng là 15. Nói chung là to lắm. Con này thì đựng được khá nhiều đồ luôn. Mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi đều ok hết nhá. Bên trong có lớp lót mềm như này, các bác có thể để iPad cái thứ đều ok. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm nữa là cái đồng hồ vôn kế, giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho em đồng hồ vôn kế như này. Đây. Đấy, nó sẽ là một con đồng hồ vôn kế như này, giá sẽ là 90k. Có cả lẫy liếc cho các bác đàng hoàng nhá, có cả đầu thử điện nhá. Đấy, nó sẽ đo ôm, đo vôn kế, đo AC, đo các kiểu con là điều luôn. Lên cho em là đồng hồ vôn kế, giá sẽ là 90.000 một con đồng hồ như này thôi, 90k. Đấy, các bác nào làm thợ làm nghề hoặc là mua về để mình sửa chữa lặt vặt dùng con này cũng rất là ok luôn. Đồng hồ vôn kế giá sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã bật lửa Zippo, nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc này. Đấy. Bật lửa Zippo Mỹ, giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Đây, đấy, Liverpool này, USA này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Màu vàng, màu bạc như này giá thì chỉ có 90k cho một con bật lửa như này thôi, 90.000 các bác nhá. Đây, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện chưa qua sử dụng các bác này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Các bác thấy không? Đó. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Đây. Đấy, về nhà thì các bác châm dầu vào cho em, châm dầu vào cho em nhá. USA, hàng của Mỹ như này nhá, hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo Mỹ nhá. Zippo Mỹ. Đây, đấy. Hàng made in USA này, made in USA nhá. Đó, made in USA. Đấy, các bạn thấy không? Rồi, Zippo. Giá sẽ là 90.000 cho một con bật lửa Zippo này thôi. Giá thanh lý cho bác, giá cực kỳ tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bật lửa Zippo, giá sẽ là 90k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo này. Đó. Bật lửa Zippo. Zippo Mỹ, giá sẽ là 90k nhá. 90k một con. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay các bác lên cho em là khay cà phê, một con khay cà phê như này. Đấy. Thì nó cũng có rất là nhiều các cái hình thù rồi kiểu dáng khác nhau. Đấy, rất là đẹp luôn. À, kiểu dáng thì nó chỉ có một kiểu dáng thôi. Chiều dài của nó thì vào khoảng 25 cm, chiều ngang thì vào khoảng 15 cm. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là khay cà phê, giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một con khay cà phê như này. 25.000 cho một con khay cà phê như này các bác này. Đấy, 25.000 một khay, rất đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là khay cà phê giá sẽ là 25.000.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ghế hơi. Đấy, khi bơm lên thì nó sẽ như này. Đấy, thì bên em bán nguyên ghế không sẽ là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship. Nếu các bác muốn mua thêm cả cái vòi bơm nữa, cái ống bơm nữa thì sẽ là 50k cho một cái 80.000 cho một cái ống bơm. Đấy, còn nguyên kia mua cái máy bơm là 80.000, còn nguyên ghế này là 50.000 nhá, 350.000 nguyên ghế nhá. Khi bơm lên thì nó sẽ như này. Và đây là cái kích thước của nó đây. Đấy. Đây. Kích thước của nó đây các bác này. Chiều cao của nó là 86 phân, chiều dài của nó là 1m22 nhá. Đấy, chiều ngang của nó là 98 các bác này. Đấy, còn đây là con nhỏ đây, con nhỏ này của nó thì sẽ là 55 và cao 26. Chung là các bác nằm ngồi thoải mái luôn các nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, hàng thì rất chất lượng cho bác luôn. Đấy, đủ màu sắc nhá. Đủ các cái kiểu cho các bác luôn. Đó. Đủ màu các nhá. Đấy. Thì con bàn chải này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho 4 cái nhá. 20.000 cho 4 cái. 4 cái là bằng 20k nhá. Đấy, còn 10 cái là sẽ bằng 40.000, 10 cái là bằng 40k. Đó, và 30 cái thì là sẽ là 100.000 nhá. 30 cái một hộp này 100.000. 100.000 cho một hộp này luôn. Đó. 100.000 cho một hộp 30 cái này luôn nhá. 100.000 một hộp 30 cái. 10.000 là 40 cái. Đấy, 10 cái 40.000 và 4 cái là 20.000 các bác nhá. Đó. Giá cực rẻ luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này. Các siêu thị nó đang bán 36.000 Việt Nam đồng đây. Đấy, Korea, Hàn Quốc. Đấy, rất mềm mại luôn nhá. Than tre hoạt tính, lông tơ mềm mại, dùng cực kỳ thích luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình đựng chè 2 lít nhá. Bình chè 2 lít như này. Đấy. Bình chè 2 lít. À, bình chè 2 lạng nhá. Đấy, bình đựng chè 2 lạng như này. Thì cái con 2 lạng này thì giá của nó sẽ là 2 lạng này sẽ là 90.000 này. 90.000. Và bên shop có con 4 lạng nữa. 4 lạng thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Đấy, đây. Nó sẽ có cho các bác là hai màu này, màu vàng gold và màu đỏ, lấy cho anh cái 4 lạng. Đấy, màu vàng gold và màu đỏ như này nhá. Đó. Có cả màu trắng inox luôn. Đấy, có cả màu trắng inox luôn các bác nhá. Đây. Màu này sẽ là màu trắng inox này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, inox 304 không gì nhá. Đó. Cái bé này thì là bình 2 lạng 100 cái bé này là 90.000 này, 2 lạng 90.000 có hai màu này. À, ba màu này. Đấy, còn cái con này thì cũng có ba màu như này nhá, cũng có ba màu như này, 4 lạng. Giá sẽ là 130.000. 130.000 cho con 4 lạng như này. Đấy. Giá cực kỳ tốt luôn. Ngoài các bác đựng chè này, các bác có thể đựng cà phê này, các loại hạt này, ngũ cốc nguyên rất là ok, sạch sẽ này. Đấy, đựng thích lắm các bạn. Đấy. Giòn nó chặt lắm, đựng cà phê này, lạc này, ngũ cốc này, các loại hạt ok luôn. Đó, rất hợp lý nhá. Có màu vàng gold này, màu đỏ đô này và màu inox nhá, cũng ba màu luôn. Giá sẽ là 130.000 cho con 2 lạng như này. Đó, 130.000. Ngoài ra thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái lọc rác này. Đây, cái lọc rác này thì các bác đặt vào trong chậu rửa nhà mình thôi, đặt vào chậu rửa nhà mình, sau đó thì khi mà rác rửa các thứ nó cặn ấy nó sẽ chảy xuống. Cái lọc truyền thống thì nó khá là mít và nó bị rát cơm, còn cái này lỗ nó nhỏ, nó không rát nhưng nó lại nhiều lỗ. Nước chảy nhanh và sạch sẽ. Giá thì chỉ có 15k thôi. Lên cho em là lọc rác inox 15.000 nhá. Tiếp theo thì sẽ là găng tay thức ăn nhá. Găng tay thức ăn thì sẽ là 20.000 cho một hộp như này. 20.000 một hộp này, hộp này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc. Đấy, từ 80 đến 100 chiếc. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nó sẽ là thuộc dạng là ni lông lụa nhá, ni lông lụa mềm. Nên là các bác dùng nó rất là thích này. Đấy. Khi mà các bác đeo vào thì thứ nhất là nó ôm tay này. Đấy. Thứ nhất là ôm tay, thứ hai là khi mà các bác sử dụng ấy thì nó khá là tiện ích luôn. Đây các bạn. Đấy, ôm tay. Đấy, nó chống rách rất là tốt luôn, chống rách rất là tốt luôn. Các bác có thể dùng để bóp thực phẩm, bóp thức ăn này rồi vệ sinh các kiểu luôn. Đó. Giá thì sẽ là 20.000 cho một 20.000 cho một hộp như này. Lên cho em là găng tay thức ăn nhá. 20k cho một hộp này thôi. 20.000 cho hộp găng tay thức ăn như này. Giá cực kỳ rẻ luôn. 80 đến 100 chiếc nhá. Tiếp theo thì sẽ là ô Nhật tự động nhá. Ô Nhật tự động như này. Một chiếc ô như này thì giá sẽ là 80.000. Đấy, bên shop về thì nó sẽ có đủ các màu như này, thì bên em sẽ gửi màu cũng nhiên nhá. Đấy, các màu như này. Đây. Đấy, coi theo. Đó. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng 1 mét nhá. Đấy, nan của nó là nan kép rất là dày luôn. Đấy, thả lên bật xuống đều tự động này hết. Giá thì chỉ có 80k thôi. Các bác có thể để trên ô tô này. Đấy, để cốp xe rồi, nói chung là để đâu cũng được. Đấy, nó nhỏ gọn tinh tế, nó rất là phù hợp để các bác có thể sử dụng và rất là tiện ích luôn. Rồi, ok.
Hello, chào các bác, quay trở lại với số phạm huấn nhé. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số cái mã về thuốc của Nhật các bác nhé, thuốc của Nhật. Đấy. Thì đầu tiên thì em về được một ít cái vòng đá như này. Thì hôm nay bên shop sẽ thanh lý xả kho tri ân cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Nó sẽ là 20.000 cho một chiếc như này. Và bác nào mà mua 5 thì bên em sẽ tặng một nhé. Giá thanh lý tri ân cho các bác luôn, 20.000 cho một chiếc vòng đá như này thôi. Đấy, đây, rất là đẹp luôn. Vòng đá này thì giúp cho các bác là điều hòa huyết áp này, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Dây của nó là dây đa sợi và dây giãn nhá, các bác dùng cực kỳ là bền luôn. Nam nữ lớn bé già trẻ đều dùng được hết. Vòng đá màu đen rất là đẹp như này, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đang bán là 35.000, riêng hôm nay xả kho tri ân cho các bác. Đấy, coi như tặng quà cho các bác luôn. Giá sẽ là 20.000 cho một chiếc như này. Và mua 5 bên em sẽ tặng một nhá. Mua 5 tặng một. Lên theo là vòng đá, giá sẽ là 20.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái thuốc trị hăm cho bé nhá, thuốc trị hăm cho bé này. Giá sẽ là 50.000 cho một típ như này, 50.000 cho một típ như này các bạn. Đấy. Thuốc trị hăm cho bé này. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái dòng kem như này các bạn. Đấy thì các em bé hay bị hăm này. Đấy, hăm nách, hăm háng ấy thì các bác bôi vào cho em. Đó. Giá sẽ là 50.000 cho một lọ thuốc trị hăm như này các bạn nhá. Thuốc hăm cho bé này, giá sẽ là 50k này. Tiếp theo là cái thuốc trị bạch biến này. Đấy, bạch biến nhá. Bạch biến. Giá của nó sẽ là 60k cho một lọ như này. 60k cho một lọ bạch biến như này các bác nhá. Đấy, lên theo là bạch biến. Giá sẽ là 60.000. Con này thì các bác dùng. Con này thì đây các bác ví dụ như là trên người của các bác mà bị những cái mảng như là bị mảng loang này, mảng loang trắng gọi là bị đột biến da hoặc là kích ứng da nó gây lên cái mảng loang như này thì các bác bôi vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là bạch biến nhá. Đấy, thuốc bạch biến. Giá sẽ là 60.000 cho một típ như này. Lên cho em là thuốc bạch biến nhá. Bạch biến này, đó. Bạch biến, giá của nó sẽ là 60k một típ nhá. 60k trong típ bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thuốc trị đau đầu kinh niên nhá. Đấy, đau đầu kinh niên. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một típ như này. 90k cho một típ thuốc đau đầu kinh niên như này. Đấy, 90k một hộp như này. Thì để em xem nó là dạng viên hay là dạng đây, đấy, bóc ra. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này nhá. Có hướng dẫn sử dụng các thứ đâu vào đấy cho các bác hết luôn. Đó. Ở đây của nó thì sẽ là cái dạng gói như này các bác này, dạng gói như này. Đấy, nó sẽ là dạng gói như này. Một hộp này của nó thì nó được lên tới hàng thì của thương hiệu OTC nhá, OTC. Hàng thì cực kỳ là chất cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó là dòng thuốc nam, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Đây các bác này. Đấy. Đây. Dùng cực kỳ là an toàn luôn đây các bác này. Đấy, các bác bóc vào cho em. Nó sẽ là dòng thuốc nam như này các bác nhá, thuốc nam như này. Đấy. Thì các bác uống trực tiếp cho em, uống trực tiếp cho em. Rất là an toàn luôn các bác nhá. Đó. Nó sẽ là dòng thuốc nam như này. Các bác uống trực tiếp cho em nhá. Đó, đây, các bác thấy chưa? Đó. Rất là cái quy cách đóng gói của nó cũng rất là nam dược luôn nhá, rất là nam dược luôn, thuốc nam. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Lên mã giúp cho em đó là thuốc trị đau đầu kinh niên nhá. Đấy, đau đầu kinh niên. Một hộp này của nó thì cũng khá nhiều đấy, phải đến hàng trăm gói luôn. Thì các bác dùng dần cho em. Đó, rất là tốt luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới một hộp là 100 gói nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho cái thuốc đau đầu kinh niên như này nhá. Bác nào chuyên bị đau đầu kinh niên thì dùng cái này cho em. 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái phụ khoa nhá. Đấy, nấm ngứa phụ khoa này. Cái này bao nhiêu đấy? Đây rồi. Nấm phụ khoa, giá của nó sẽ là 45.000 nhá. 45k cho một típ nấm phụ khoa như này. Lên cho em là nấm phụ khoa, giá sẽ là 45.000. Đấy. 45.000 cho một típ nấm phụ khoa như này. Đây. Đấy, nó sẽ là dòng thuốc kem bôi như này. Thì dành cho nữ các bác nhá, nấm phụ khoa. Dành cho cái này dành cho cả nam cả nữ đều ok hết nhá. Nấm phụ khoa đây, có cả nam cả nữ luôn. Đấy, thì các bác nào bị các cái bệnh về phụ khoa, viêm nhiễm, nấm ngứa các cái bộ phận sinh dục thì bôi cái này cho em. Nên cho em là nấm phụ khoa, giá của nó sẽ là 45.000 một típ nhá. 45k cho một típ nấm phụ khoa như này, 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái trị hắc lào long ben nấm ngứa nhá. Hắc lào long ben nấm ngứa,
giá của nó sẽ là 25k một típ. Con này thì chuyên trị hắc lào, long ben, nấm ngứa rất là tốt luôn. Hắc lào, long ben, nấm ngứa, da, kẽ tay, kẽ chân, bôi cái này cho em. Hắc lào, long ben, nấm ngứa giá sẽ là 25.000. Em bán có khách lấy cả 10 típ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu xay xe nhá. Dầu xay xe giá sẽ là 40.000. Thì bác nào chuyên bị xay xe thì dùng cái này cho em. Đấy, chuyên bị xay xe thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, dầu xay xe thì các bác dùng để bôi này, lăn này. Đấy, và các bác hít trực tiếp được, rất là tốt luôn. Đấy, dầu xay xe nhá, đi tàu đi xe mà các bác xay xe thì dùng con này cho em. Lên cho em là dầu xay xe, giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu xay xe như này nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc bôi trĩ nhá, thuốc bôi trĩ. Đó. Thì một hộp này của nó là dòng là bao nhiêu nhỉ? 30k cho một lọ thuốc bôi trĩ như này nhá, kem bôi trĩ này, kem bôi trĩ. Đấy, kem bôi trĩ thì giá của nó sẽ là 30.000, dùng thì rất là tốt luôn. Để co bôi trĩ xa, bôi trĩ trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ ông, trĩ bà, trĩ trong, trĩ ngoài các bác bôi được hết cho em nhá. Đấy, giúp cho các bác là co bôi trĩ. Đấy, làm co thành mạch rất là tốt cho các bác luôn. Đó, các bác trĩ nội, trĩ ngoại dùng được hết nhá. Các bác cứ dùng cho em liệu trình là từ 3 đến 5 lọ là khỏi hẳn luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một típ như này. Lên cho em là kem bôi trĩ, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Đấy, đau xương khớp. Lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Giá của nó cũng là 30.000 luôn. Xương khớp bọ cạp này. Con này thì độ nóng của nó rất là khỏe luôn, thì các bác có thể dùng là khi mà mình bị đau xương khớp này. Đấy, đau xương khớp, đau mỏi vai gáy thì dùng con này cho em. Đấy, thuốc trị đau xương khớp nhá. Giá của nó sẽ là 30k cho một típ như này. 30k cho xương cho một típ như này nhá. Xương khớp bọ cạp giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc nhỏ mắt nhá, thuốc nhỏ mắt. Một lọ này của nó thì nó sẽ là 30ml các bác nhá. Một lọ này của nó là 30ml. Các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Lên cho em là thuốc nhỏ mắt, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tiếp theo thì nó sẽ là cái lọ xịt giảm đau nhá. Lọ xịt giảm đau như này. Đấy, em gọi là xịt thôi chứ còn nó là thuộc cái dạng là lăn nhá. Các bác chỉ cần tháo ra như này thôi, tháo nắp ra này, ấn ấn như này là thuốc nó đã ra rồi nhá. Ấn này là thuốc nó ra rồi. Thì các bác dùng để mình lăn vào các cái bề mặt mà nó bị đau. Đấy, khớp hông vai cổ gáy này, hông vai cổ gáy. Lên cho em là xịt giảm đau, giá sẽ là 150.000 cho một lọ như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là uy tín luôn. Xịt giảm đau nhá. Hàng sách tay nội địa của Nhật cực kỳ uy tín luôn. Chuyên trị giảm đau rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu gió của Singapore nhá. Hàng made in Singapore này, dầu gió Singapore. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 40.000 cho một lọ dầu gió như này. Con này nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua nhá, nó sẽ bán cho các bác cái giá tầm khoảng 70-80.000. 70-80.000. Nhám thì vỡ bố nữa. 70-80.000 nhá. Đó. Hàng này thì của nó sẽ là hàng của Mỹ thôi nhá. Hàng của Mỹ và sản xuất tại Singapore. Đây. Đấy, Singapore đây các bác này. Đó, đây. Hàng này thì của nó xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, xuất đi khá nhiều nước luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. 45 à? 40.000 cho một lọ dầu gió Singapore như này. Lên cho em là dầu gió xanh nhá, dầu gió xanh. Đây. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây các bác này. Singapore này. Rồi USA các bác này. Đây, USA này. Đấy. Lên cho em là dầu gió xanh, giá sẽ là 40k. Đó. Bác nào lấy một vỉ của nó sẽ là 12 chai nhá. Một vỉ 12 chai thì 12 lọ giá sẽ là 450.000 một vỉ bao ship luôn. 450k cho 12 chai, 450.000 cho 12 lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xà phòng của Nhật nhá. Xà phòng của Nhật 40.000. 40.000 trên một bánh nhá, 40.000 một bánh như này. Đấy, 40.000 một bánh. Có hai màu, màu xanh và màu hồng nhá. 40.000 một bánh. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xà phòng Nhật nhá, xà phòng Nhật. Đó, bánh xà phòng. Giá lên cho em là bánh xà phòng nhá. 40.000 cho một bánh và mua một dây ba bánh như này.
thì giá sẽ là 110.000 nhá. Đấy, 110.000 cho một dây ba bánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc. Đấy. Con này thì hàng made in Korea, hàng của Hàn Quốc, dùng cực kỳ là nhạy luôn. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k. Bác nào chuyên bị đau mỏi vai gáy, đau cổ, đau đốt sống lưng, đốt sống cổ rồi đau xương khớp, dùng con này cho em, rất là nhạy luôn. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000, hàng chính hãng sách tay của Hàn Quốc luôn nhá. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k cho một lọ như này. Đấy, đau mỏi khớp, cổ chân, bắp chân, bắp tay rồi vai gáy, dùng con này cho em rất là ok luôn. Đấy, chuyên trị đau mỏi vai gáy nhá. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một típ như này, 40.000 cho một típ này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng. Đấy, kem đánh răng của Nhật và của Hàn Quốc. Con của Nhật này thì nó sẽ là chuyên trị viêm liếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Giá của nó sẽ là 60k một típ như này nhá. 180g. Con này chuyên trị viêm liếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Con Hàn Quốc này thì chuyên trị các bác răng ố, răng vàng. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đấy, 93% luôn. Và 120g nhá, hàng made in Korea, chuẩn sách tay Hàn Quốc luôn, made in Korea các bác này. Đó. Con này thì sẽ là 40k. Đấy, chuyên trị viêm liếu, viêm con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%, có hai màu, màu xanh, màu đỏ, bên em gửi màu ngẫu nhiên. Tiếp theo thì sẽ là cái sản phẩm sâm của Hàn Quốc. Sâm của Hàn Quốc nhá. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu này. Đầu tiên là kẹo sâm. Gói này là nửa cân, 90.000 một gói nửa cân như này. Hàng thì của tập đoàn Samsung này, kết hợp với các cái công ty trầm trồng sâm và khai thác sâm tự nhiên nhá. Đấy, đây các bác này. Hàng này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn. Made in Korea. Giá sẽ là 90.000 cho một gói nhá. 90.000 cho một gói kẹo sâm như này, lên cho em là kẹo sâm. Giá của nó sẽ là 90k một gói nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là trà sâm nhá, trà sâm. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói luôn, một hộp này 100 gói các bác này, một hộp này 100 gói. Đấy, một hộp 100 gói như này. Hàng thì cũng là hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Đây, chuẩn Hàn Quốc cho các bác luôn, chuẩn Hàn Quốc luôn nhá. Đây, made in Korea này. Đó, chuẩn Hàn Quốc luôn, hộp 100 gói. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 220.000 và bao ship đến tận nhà. Hàng này của nó thì nó sẽ là thuộc cái dòng là sâm nguyên chất. Đấy, và các bác có thể hòa nước uống này hoặc là ăn trực tiếp được luôn. Bác nào chuyên bị ốm này, mệt này, đấy, sau sinh đẻ này, hoặc là vừa ốm dậy vừa mổ này, đấy, rồi là các bác đi tàu đi xe dùng cái này cho em rất là tốt nhá. Giúp cho các bác là tỉnh táo này, đấy, phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Sâm thì các bác biết rồi, nó là một cái loại dược phẩm cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Đấy, trà sâm. Giá sẽ là 220.000 cho một hộp như này, 100 gói luôn. Đấy, rất là nhiều các cái dưỡng chất đi kèm đây, 220.000. Giá rất là ưu đãi cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu gội phủ bạc, hàng nội địa của Nhật nhá. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Một lọ này của nó thì khá là nhiều luôn, 350ml các bác nhá. 350ml các bác này. Nếu mà đầu của nữ thì các bác có thể gội được cho em là trên dưới 10 lần, đầu của nam thì vào khoảng là 20 lần. Đấy. Một lọ như này, có sẵn lược luôn. Về nhà các bác chỉ cần là chiết nó ra. Đấy, không phải chiết mà các bác chỉ cần lắp lược vào đây cho em này. Sau đó thì mình bóp cái vòi này là nó sẽ tự đẩy ra này. Đấy, nó sẽ đẩy ra cho các bác này. Đấy, các bác không biết làm thì có thể là lên YouTube mình xem hướng dẫn cách gội dầu phủ bạc là ra. Đấy. Hàng Việt Nam cũng đã phải 200 mấy rồi. Đấy, mà hàng của Nhật như này mà giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 280.000 nhá. Lên cho em là dầu gội phủ bạc 280k cho một lọ như này. 280.000 cho một lọ dầu gội phủ bạc như này. Rồi, ok. Hello các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi các bác nhá. Các bác xem kênh yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình thể thao nhá. Bình thể thao con này inox 316, dung tích của nó là 1 lít nhá. Màu của nó thì có cái tông màu xanh rất là đẹp như này. Đấy, tông màu xanh rất là đẹp như này.
Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con bình thể thao rất là đẹp này các bác này. Đấy, nắp niếc, giòn riếc các thứ đàng hoàng. Inox 316 này, su 316 có lưới lọc riếc hẳn hoi luôn. Giữ nhiệt cho các bác thoải mái luôn nhá. Đó, su 316 dung tích 1 lít. Con này thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá cực tốt luôn. Con này bên em đang bán là 100k nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình thể thao. Đấy, bình thể thao này. Bình thể thao nhá. Thể thao em đang bán là 100k, đợt này thì sẽ là về cho các bác cái giá chỉ còn là 60k thôi nhá. 60k cho một con bình thể thao 1 lít như này. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Đấy, màu thì lô này về nó sẽ là một cái màu xanh đậm rất là đẹp như này. Nam nữ đều dùng được hết, su 316 nhá, su 316 đây. Đấy, giữ nóng 12 tiếng này, giữ lạnh 12 tiếng cho các bác luôn. Đấy, nói chung là có quai đeo quai sách đàng hoàng. Nắp niếc giòn riếc như này. Một ngày các bác cứ mang đi cho em, buổi sáng uống hết một bình này 1 lít, buổi chiều uống hết một bình này 1 lít là ok. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá. Bình thể thao. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái giá đỡ điện thoại nhá. Đấy, giá đỡ điện thoại như này. Đấy. Các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại bằng hợp kim nhá. Đấy. Con này thì dòng bằng hợp kim cực kỳ là ngon luôn. Đó, tất cả đều bằng hợp kim hết nhá. Giá đỡ điện thoại bằng hợp kim như này. Đó. Con này thì dùng rất là tiện và sướng luôn. Đây các bác này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là giá xoay nhá. Đấy, giá xoay, giá của nó sẽ là 40k thôi. 40k cho một con giá xoay như này các bác này. Đây. Đấy, con này thì thứ nhất là nó bằng hợp kim nhôm nhá, hợp kim nhôm. Đó, hợp kim nhôm cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đây, các bác có thể đặt lên như này. Đấy. Xoay 360 độ được nhá. Các bác ngồi hướng nào thì các bác xoay hướng đấy cho em này, có thể để dọc này. Con điện thoại của em rất là to luôn nhá. Đây các bác thấy không? Đây. Điện thoại của em rất là to luôn. Đây. Đấy, xoay này. Đấy. Và các bác có thể để dọc, để ngang đều được hết nhá. Để dọc, để ngang đều được hết này. Bật lên đặt xuống đều ok hết nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó. Con này thì nó bằng hợp kim hết nhá. Đấy, bằng hợp kim hết. Lên mã giúp cho em đó là giá xoay nhá, giá xoay. Đấy, giá xoay. Đấy, 40k, 40k thì một con giá xoay như này, tất cả đều bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim hết cho các bác luôn. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một con giá đỡ điện thoại như này. Con này thì các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Con này thì nó sẽ cao hơn một chút, các bác có thể nâng lên tụt xuống được nhá. Đấy, nâng lên tụt xuống ở đây và cũng có thể là xoay đảo chiều các kiểu con này đều được luôn. Đấy, để nằm để đứng đều được hết nhá, nằm đứng đều được hết. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh nằm đứng đều ok hết này các bác này. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Giá của nó sẽ là 30k nhá. Giá đỡ điện thoại này. Đấy. Giá đỡ điện thoại, giá sẽ là 30k một chiếc. 30.000 thì con giá đỡ điện thoại như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu quạt trần này, giá sẽ là 100.000 cho một con quạt trần như này. Đấy. Con này thì ưu điểm của nó, cánh của nó sẽ là trên 30cm và có 5 cánh. Đấy, khoảng trên 30cm, có 5 cánh và con này quay rất là tít luôn. Các bác có thể dùng để mình sử dụng khi mà mình buôn bán này. Đấy, hoặc là các bác có thể để cái khu vực nào mà mình ngồi mình làm việc mà cần phải cái độ mát vừa phải thì dùng con này cho em. Giá sẽ là 100k cho con giá đỡ điện thoại như này, 100.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về trong sản phẩm đó là cái bếp ga đơn nhá. Lên cho em là bếp ga đơn này. Đấy, bếp ga đơn. Con này thì rất là tiện ích cho các bác luôn. Nó sẽ có cho các bác là hai màu. 190.000 cho con bếp ga đơn như này. Hàng cực kỳ chất lượng xịn sò cho các bác luôn. Đấy. Đấy. 190.000 cho con bếp ga đơn như này thôi. Con này thì dùng để đun nấu cực kỳ là ngon. Lắp ga vào đây chị em. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hệ thống đánh lửa tự động nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mang đi du lịch, đi phượt này. Đấy. Để đảm bảo an toàn nên sử dụng bình ga mới này, nồi chảo đúng kích cỡ này. Đấy, với bếp các bác nhá. Đó. Giá sẽ là 190.000. Đấy thì các bác có thể dùng để hàng của Media nhá, hàng của Media. Đó. Lên xem là bếp ga đơn giá sẽ là 190.000. Con này thì các bác có thể dùng để mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt hoặc là phòng trọ, phòng chiếc rất là ok. Đấy, khi không dùng nữa thì mình để gọn nó như này. Đấy, còn khi nào dùng thì mình lại lật nó lên cho em. Đó, rất tiện ích luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40, chiều rộng thì trên 30 nhá. Đó. Bên shop về thì nó sẽ có hai màu, màu đỏ và cái màu bạc như kia, màu đỏ, màu bạc như kia nhá. Lên cho em là bếp ga đơn giá sẽ là 190.000 cho con bếp ga đơn như này nhá. 190k cho một con bếp ga đơn thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là đây, đó nó sẽ là cái bàn cờ như này. Đấy. Phương ơi. Cái bàn cờ thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu này. Một mẫu là có sẵn cả bàn cờ cả viên như này luôn. Bàn cờ nhựa. Giá sẽ là 80k nhá. Lên cho em là bàn cờ nhựa này. Đấy, bàn cờ nhựa giá của nó sẽ là 80k. Đó. 80.000 nhá. Đấy, 80.000. Đó. Còn cái này thì nó sẽ là quân cờ gỗ như này. Giá của nó sẽ là 70k. Cái này thì nó chỉ có quân cờ không thôi nhá, bằng gỗ nhá. Quân cờ không thôi, bằng gỗ. Đấy, còn cái này thì
sẽ là cả bàn cờ cả quân như này nhá, cả bàn cờ cả quân như này, giá của nó sẽ là 80.000. Đấy, thì combo như này về nhà các bác sử dụng cũng rất là tiện ích luôn đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái két sắt các bác ơi. Két sắt thì bên em về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, có cho các bác là hai màu là màu đen và màu cà phê như này, màu đen màu cà phê như này các bác nhá. Đó, màu đen và màu cà phê như này. Có cho các bác là hai màu luôn, màu đen màu cà phê. Đó, rất là đẹp như này. Con này thì nó sẽ có lẫy như này nhá, có lẫy như này. Đấy, các bác có thể xoay lẫy như này các bác này. Đây. Đấy, xoay lẫy như này để mở này. Ở đây thì nó sẽ có cái nút để các bác mở khóa này. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái lẫy như này để mở này. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là cả khóa kiếc đàng hoàng luôn. Đó. Nói chung là hàng này thì rất là ngon. Có khóa, có đai, yếc các thứ đàng hoàng nhá. Đấy. Về nhà các bác mở thì xoay như này cho em này. Đấy. Con này thì cái kích thước của nó sẽ là một chiều là 23 nhá, một chiều 23, một chiều là 17 và chiều cao của nó sẽ là 17 luôn. 23 17 17 các bác nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cả là sử dụng bằng số và lắp pin này luôn. Đấy, sử dụng bằng số và lắp pin thì về nhà các bác cần sử dụng thì các bác lắp pin vào cho em. Và nó sẽ có cái phần đai đây để các bác khoan ra, các bác bắt vít vào tường cho em nhé. Khoan ra bắt vít vào tường. Đấy, có cái phần vít nở đây nhá. Đây, vít nở này, có phần vít nở đây các bác bắt vít vào tường cho em. Đây, nó đặt sẵn cho các bác hai cái lỗ rồi. Con này thì cũng tương đối là dày dẫn chắc chắn cho các bác này. Đấy, đai rồi vít nở này. Và về nhà thì các bác sử dụng thì đây, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cả chìa khóa này và cả sử dụng là bằng dãy số này luôn, dãy số điện tử như này nhá. Thì về nhà các bác có thể sử dụng chìa. Đấy, các bác có tuổi rồi thì các bác có thể sử dụng chìa này hoặc là cái lẫy số điện tử cho em, thì tùy theo nhu cầu mục đích của sử dụng của các bác thôi. Nên cho em là két sắt. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 cho một con két sắt như này nhá. Két sắt 350.000. Đó. Thì ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác là pin piếc này rồi đai đủ các thứ đàng hoàng nhá. Đấy. Và có cả phiếu hướng dẫn sử dụng đây, có cả phiếu hướng dẫn sử dụng đây các bác này. Đấy. Phiếu hướng dẫn sử dụng cho các bác luôn. Đó thì về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy. Đai rồi chìa khóa kiếc các thứ đàng hoàng. Đấy, có cả khóa kiếc luôn. Có hai màu, màu đen màu nâu nhá. Đấy, về nhà thì các bác mở khóa ra cho em này. Đấy. Các bác mở khóa ra nhá. Mở khóa ra này. Đấy. Nó sẽ có chìa cho các bác đàng hoàng. Về nhà thì các bác mở khóa ra cho em là xong. Nó rất là tiện ích thôi. Đó. Đây. Mở khóa sau đó thì các bác bạn cái lẫy này. Bạn cái lẫy này. Đấy, các bác chưa quen thì mình cứ làm là nó sẽ quen thôi. Đấy, và nó có sẵn chìa chiếc cho các bác đàng hoàng. Đấy. Mình mở ra. Sau đó thì ở đây có phụ kiện có thứ đầy đủ luôn. Lên cho em là két sắt nhá. Giá của nó sẽ là 350.000. Đấy, đây. 350.000 cho một con két sắt như này nhé. 350.000 cho một con két sắt này, chìa chiếc cái thứ đàng hoàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chậu ngâm chân nhá. Giá chỉ có 310.000 trong cái chậu ngâm chân như này thôi. 310.000. Về nhà thì các bác cắm điện vào cho em, cắm điện sử dụng điện trực tiếp điện 220V, điện 220V này. Đấy, sau đó thì các bác vặn các nấc này lên đấy, nó có các chế độ đây. Các bác vặn lên cho em. Đó, có các chế độ như này các bác có thể vặn lên nhá. Đấy. Đây, nó sẽ có cho các bác là các cái chế độ như này. Đấy thì nó sẽ giúp cho các bác là massage chân này, các bác ngâm chân rồi massage chân rồi làm nóng làm nước luôn. Đây, các bác đặt chân vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình massage các cái huyệt đạo của bàn chân như này thì nó rất là sướng luôn. Đó. Đấy, nó giúp cho các bác massage rất là sướng luôn nhá. Cái này thì nó bằng cơ thôi nhá, cái này bằng cơ, còn ở đây thì nó sẽ có cho các bác là giúp cho các bác là làm nóng nhá. Đấy. Các bác lên cho em là chậu ngâm chân nhá, chậu ngâm chân. Giá sẽ là 310.000. Đấy. Đây, các bác nó sẽ là một con chậu như này các bác này. Dùng để ngâm chân cực kỳ là thích luôn. Hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp, sử dụng điện 220V, dùng rất là tiện ích nhá. Đấy, dùng rất tiện ích luôn. Thì các bác dùng để ngâm chân rất là thích luôn nhá. Lên cho em là chậu ngâm chân. Đó, và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái chậu như này các bác này. Đấy. Công suất của nó là 450W này, điện 220V, dòng 50Hz, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, rất tiện ích nhá. Có công tắc các thứ đàng hoàng. Đây, đầy đủ cho các bác luôn. Chậu ngâm chân giá sẽ là 310.000 nhá, 310.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đây. Đó là cái một cái muỗng muỗng mini như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là muỗng mini nhá, muỗng mini như này, rất là nhỏ gọn. Chiều dài của cái muỗng này thì nó sẽ vào khoảng là 9 cm và chiều rộng của muỗng là hơn 4 cm một chút. Đấy. Thì con này các bác dùng rất là thích luôn. Đấy, nó sẽ là một cái dòng muỗng nhỏ gọn như này. Thì mình có thể dùng để ăn sữa chua này. Đấy, hoặc là ăn các cái loại bột, ăn cháo, nói chung là đa di năng luôn. Lên cho em là muỗng mini nhá. Con này thì rất là nhỏ gọn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là muỗng mini nhá. Giá của nó sẽ là 10k cho một cái muỗng mini như này. Và mua 5 tặng 1 nhá. Đấy, muỗng mini này. Đấy, muỗng mini.
Đấy, giá của nó sẽ là 10 10k một cái, 10k trên một chiếc, và mua 5 thì bên em sẽ tặng một nhá. 10.000 trên một chiếc và mua 5 tặng một. Lên cho em là muỗng mini. Đấy, muỗng mini giá sẽ là 10k một chiếc, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bảng tô nhá, bảng tô hay còn gọi là bảng tự xóa đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho con bảng tự xóa như này. Các bác có thể mua để cho trẻ em nó học tập vui chơi, tránh xa điện thoại máy tính bảng. Các bác mở cái nút nguồn này lên cho em. Có cái nút nguồn ở đây, mở nút nguồn này lên này. Đấy, sau đó thì các bác có thể viết này. Lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô giá của nó sẽ là 40k cho một con bảng tô như này, rất tiện ích luôn. Đấy, giá của nó sẽ là 40k. Dùng xong thì nhấn cái nút xóa ở đây nó sẽ tự tắt này. Đấy, tự mất luôn. Đó. Đây, các bác có thể là tập ký tên này hoặc là viết like này, tô vẽ các kiểu con này điều luôn. Không dùng nữa thì các bác lại nhấn cái nút xóa này đi cho em. Đó. Và đây thì nó sẽ là dòng sử dụng pin năng lượng mặt trời. Lên cho em là bảng tô giá sẽ là 40k một chiếc nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là kia khóa Đức này. Đấy, khóa Đức như này. Lên mã giúp cho em đó là khóa Đức nhá. Một hộp này của nó thì một bộ này của nó thì sẽ có luôn cho các bác là đây, một bộ này sẽ có cho các bác là đi 4 chìa luôn, 4 chìa như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho cái bộ khóa Đức như này nhá, 130k. Đó. 130.000 cho cái bộ khóa Đức như này. Hàng made in Germany. Hàng này thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đó, chất lượng nha các bác nhá. Dùng thì rất là ngon lành luôn, rất ngon lành, rất chất lượng nhá. Chống cắt, chống trộm, chống các kiểu con này điều luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khóa Đức nhá, khóa Đức. Đấy. Khóa Đức 130k nhá. 130k cho một cái bộ khóa Đức như này. 130.000, 4 chìa. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, made in Germany các bác này. Đó. Rất chất lượng cho bác luôn. Hello chào các bác nhá. Một số mã hàng thanh lý của bên em trong ngày hôm nay. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Đấy, các bác yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Em lên cho các bác cái túi đựng đệm nhá, túi đựng đệm. Đấy thì ví dụ như là những cái đệm mùa đông nhà các bác ấy, khi mà mình dùng xong là nó bị rách cái túi thì các bác mua cái túi này về các bác đựng vào cho em. Chất liệu của nó sẽ là ni lông mềm dai như này, cho nên là các bác dùng cực kỳ thích luôn. Con này thì bên em đang bán là 80.000, đợt này thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 40.000 thôi nhá, 40k thôi. Tên mã giúp cho em đó là túi đựng đệm nhá, túi đựng đệm này. Đấy. Túi đựng đệm giá của nó sẽ là 40k. Đấy, đang bán là 80.000, thanh lý cho bác giá còn 40.000 cho một con đựng đệm này thôi. Nó sẽ có cho các bác là dòng 1m8 và dòng 1m6 nhá. Đệm 1,6m này và đệm 1,8m thì các bác lấy mẫu nào các bác báo em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ nối con này. Đấy, đây nó sẽ là cái ổ nối như này. Ổ gấp nhá. Các bác lên cho em là ổ điện gấp nhá. Đấy, ổ điện gấp như này, nó có thể gấp được như này các bác này. Hàng thì của thương hiệu Hinoki của Nhật nhá. Đấy, 16A 250V. Giá bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k cho một chiếc và 40.000 ba cái, 40.000 trên ba cái như này. Đấy, con này nếu mà các bác mua ngoài cửa hàng thì nó sẽ bán cho bác khoảng là 20-25.000. Cái này là ổ gấp à? 15.000 đúng không? 15.000 một cái và 40.000 cho ba cái nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ gấp nhá, ổ gấp. Đấy, lên cho em là ổ gấp này. Giá của nó sẽ là 15k một chiếc và các bác nào mua từ ba cái thì giá sẽ là 40.000. Nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 ổ cắm như này và các bác có thể gấp gọn để mình cắm vào trong các cái vị trí như là tủ này, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đầu của nó thì bằng đồng, kết nối cực kỳ chắc chắn luôn. Lên cho em là ổ gấp, giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao dao thái vân gỗ nhá. Con này thì chiều dài khoảng 30 cm, dao thì siêu bén cho các bác luôn. Dao thái vân gỗ siêu bén thế này các bác này. Đấy, siêu bén cho các bác luôn nhá. Đây, rất bén luôn. Dọc dây bóng còn dọc được như này là dao rất là bén luôn nhá. Đấy. Hàng của Nhật, Japan các bác này. Đó, made in Japan. Và con này của nó thì có khâu đầu khâu đuôi hết như này. Hàng cực kỳ chất lượng xịn sò cho các bác luôn. Lên cho em là dao thái vân gỗ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Con này đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn cho các bác là 120.000 nhá. 120k trong con dao thái vân gỗ như này. Giá sẽ là 120.000. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn, hàng của Nhật nguyên đai nguyên kiện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái pin các bác nhá. Đấy, pin 18650 này. Đấy, con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá chỉ có cho các bác là hôm trước em đang bán là 30.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 20.000 cho một viên pin 16850 như này nhá. Lên cho em là pin 16850, giá của nó sẽ là 20k nhá, 20k cho một viên. Đó.
Tiếp theo thì em về cho các bác cái vòi xoay 360 độ. Con này nó sẽ là một cái vòi xoay như này thì các bác dùng để mình lắp vào cái chậu rửa mặt nhà mình. Đấy, sau đó thì các bác có thể xoay đảo hướng các kiểu con này đều được luôn. Xoay 360 độ đảo chiều được luôn nhá. Đấy, lên cho em là vòi bạc nhá. Đấy, vòi bạc xoay 360 độ. Giá sẽ là 80k, chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Bằng hợp kim. Đó, vòi bạc xoay 360 độ các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lọc nước nhá. Lọc nước như này. Một con lọc nước như này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 cho cái lọc nước như này nhá. 50k một chiếc. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình lọc vào cái nguồn nước nhà mình. Đấy, các bác có thể lọc qua máy giặt này hoặc là qua bình nóng lạnh này hoặc qua các vị trí được luôn. Đấy, của nó thì nó sẽ là lõi bằng nhôm như này. Các bác có thể tháo ra để mình vệ sinh rửa ráy sau đó thì mình lại lọc, rất là tiện ích luôn. Lọc nước 50.000. Bút điện là bao nhiêu? Các bác lên cho em là bút cao su nhá. Giá của nó sẽ là 30.000. Đấy, nó có chức năng thông mạch luôn. Có chức năng thông mạch này, vừa làm tô vít này. Đấy, vừa làm cái tô vít nhỏ này. Đấy, vừa thông mạch này và vừa có thể đo âm dương được hết nhá. Lên cho em là bút cao su nhá, bút điện cao su. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Bút điện cao su 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm. Đó là cái mũ lính nhá. Đấy, mũ lính này. Đấy. Mũ lính. Hàng này của nó thì sẽ là 170.000 cho một con mũ lính như này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, 170k. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao, 3 tem kiểm định đàng hoàng. Ở trong này thì nó có xốp nhá. Có xốp cho nên là các bác dùng để mình đội để đi xe ô tô các thứ, đi xe máy các thứ rất là ok nhá. An toàn này, rất là đẹp luôn. Đấy, có màu sắc thì rất là đẹp. Hàng dày dẫn chắc chắn, hàng này bảo hành cho các bác luôn. Đấy, rất chất lượng cho các bác nhá. Lên mã giúp cho em là mũ lính nhá, màu lính quân đội rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 170.000 cho một con mũ lính này. Mũ lính 170.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giày giày lính nhá. Đấy, giày lính. Giày lính Mỹ. Đây. Chất giày thì khỏi phải bàn rồi các bạn. Chất giày thì khỏi phải bàn rồi. Bên em bán là 390.000 cho một con giày lính Mỹ như này. Đấy, đây. Con này thì các bác nhận hàng là các bác ưng luôn, không để chê vào đâu. Chất của nó rất là mềm luôn nhá. Chất của nó rất là mềm luôn. Đó. Các bác lấy thì cứ lấy tù cho em là một cỡ nhá. Ví dụ bác nào mà cỡ hả? Đúng cỡ à? Con này thì các bác lấy đúng cỡ cho em nhá. Lấy đúng cỡ cho em là ok. Đấy, các bác cỡ chân bao nhiêu thì các bác cứ đọc cho em là ok thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 390.000 cho một đôi giày lính Mỹ như này. Đây, USA này các bác này, USA. Hàng giày lính Mỹ cực đẹp luôn. Chất của nó thì khỏi bàn luôn. Hàng giày dẫn chắc chắn nhá, chất đẹp nhá. Đi thì cực kỳ là ôm form, ôm dáng và rất là mềm mại luôn. Lên cho em là giày lính Mỹ 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ nạo 5 món nhá. Đây, cái bộ nạo 5 món như này. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một cái bộ nạo 5 chiếc luôn. Đó, 5 món, thoải mái cho các bác lựa chọn luôn. Rất là nhiều nạo rồi nhiều chi tiết đi kèm các bác nhá. Giá của nó sẽ là 60k này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi vàng nhá, vòi vàng. Con này thì các bác có thể điều chỉnh được luôn nhá. Con này bao nhiêu? 35.000 cho con vòi vàng như này. Các bác xoáy vào đầu nguồn nước này. Sau đó thì mình có thể tùy chỉnh cho em đó. Đây. Đấy, có đầu vòi đây các bác. Xoáy vào sau đó thì mình tùy chỉnh cho em. Rất tiện ích luôn. Giá của nó sẽ là 35.000 cho một cái vòi vàng như này nhá. 35k này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ba lô. Cái này là cái gì? Ba lô tím à? Ba lô tím nhá. Giá sẽ là 120.000. 120k. Chiều dài của nó thì vào 40 này. Dài của nó thì vào khoảng 40-45. Và chiều rộng của nó thì vào khoảng là... Chiều rộng của nó thì vào khoảng là... Đây, khá là to luôn. Đây. Đấy, đây nó sẽ là to như này các bác này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình đi du lịch này. Đi du lịch, đi học, đi phượt hoặc là đi làm. Đấy, nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ. Đấy, rất nhiều ngăn cho bác luôn. Chiều rộng thì vào khoảng là 25cm, chiều cao khoảng 25cm. Lên cho em là ba lô tím nhá. Ba lô tím 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo này. Đầu tiên nó sẽ là kéo cắt tóc nhá. Kéo cắt tóc đây. Bao nhiêu nhỉ? 160.000 cho một cái bộ kéo cắt tóc như này. Đấy, hàng thì đựng trong một cái túi da cực kỳ xịn sò luôn. Một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là một đôi này, một đôi. Đấy, một đôi, một cắt và một tỉa nhá. Một đôi kéo, một cắt, một tỉa như này. Một đôi kéo, một cắt, một tỉa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. 160.000 cho một cái bộ kéo tóc hàng của thương hiệu Kai của Nhật như này nhá.
một con cát một con tỉa giá 160.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo may nhá. Kéo may như này. Một con kéo may hàng nội địa của Nhật đây. Đường kính của nó là 12 inch. Chiều dài của cái phần lưỡi này thì nó vào khoảng là trên 10 cm nhá. Cắt cực kỳ là ngon luôn. Đây các bác này. Cắt rất là ngon luôn các bác theo. Đó, cắt rất là ngon luôn. Kéo may này bao nhiêu? 160.000 cho một con kéo may hàng của Nhật như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là kéo may giá sẽ là 160.000 nhá. Kéo may này, hàng nội địa Nhật 160k nhá. 160.000 cho con kéo may như này, made in Japan các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái viên giặt quần áo nhá. Một bịch này của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, bịch này khá là nhiều luôn. Đấy, nó sẽ là dòng viên như này. Đấy, dòng viên như này và đây nó sẽ là một cái dòng viên 5 trong 1 luôn, viên 5 trong 1. Một viên một gói như này thì sẽ giặt được cho em là từ 3 5 cân quần áo luôn, 5 cân quần áo nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 cho một bịch như này nhá. Viên giặt quần áo này 55k. Đó. 55k cho một bịch như này bao gồm cho các bác là đi khoảng 40 viên nhá, khoảng 40 viên luôn. Một lần giặt của nó thì trên dưới 3 cân quần áo các nhá. Đó. Rất là thơm luôn, 5 trong 1 luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là đây nó sẽ là một cái con bê trên kia này ra đây. Cái sạc điện thoại iPhone nhá, sạc nhanh iPhone. Đấy. Sạc nhanh iPhone. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. Đấy, 60.000 cho cái sạc nhanh iPhone như này. Lên mã giúp cho em là sạc nhanh iPhone giá sẽ là 60k nhá. 60k cho con sạc nhanh iPhone. Cái này là túi dép à? Bao nhiêu? Đấy, tiếp theo bên shop về cho bác một cái túi dép này. Đấy, túi dép màu rất là đẹp luôn. Đấy, màu đen như này. Ngăn thì khá là rộng rãi nhá. Các bác có thể dùng để mình đựng đồ này đi du lịch này. Đấy, du lịch, học phượt, đi làm đều ok hết. Giá chỉ có 95k cho cái túi dép như này thôi nhá. Có quai đeo đàng hoàng nhá. Lên cho em là túi dép giá sẽ là 95k. Đó, 95k. Hàng này to rộng các bác đựng iPad, đựng máy tính, bảng điện thoại rất ok hết nhá. Có một ngăn phụ này. Đó, một ngăn khóa này và một hít như này. Đấy, dây đeo đàng hoàng nhá. Lên cho em là túi dép giá sẽ là 95.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là tập bụng các bác nhá, tập bụng. Con này thì các bác cầm tay vào đây cho em này, sau đó thì mình đẩy đi đẩy lại này. Đấy, nó sẽ là cái con lăn, dạng con lăn tập bụng như này. Giá sẽ là 280.000 nhá. 280.000 cho con lăn tập bụng như này nhá. Đấy, lên cho em là tập bụng, giá sẽ là 280.000. Đấy. Các bác cầm tay vào đây cho em này, sau đó thì mình đẩy đi đẩy lại để mình đu cho cái phần bụng của mình nó eo nó thon lại. Đấy, lên cho em là tập bụng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Giá sẽ là 280.000 cho một cái con tập bụng như này. Rồi, ok.